Xin chào tất cả các bạn khán thính giả thân yêu Các bạn thân mến, ngày hôm nay Mai sẽ gửi tới các bạn nội dung tập 2 của truyện Chúng ta sẽ cùng đón nghe Và xin chúc các bạn có được giây phút thư giãn thú vị Cùng với tập truyện do Mai diễn đọc Đừng quên đăng ký kênh like share video Tiếp thêm động lực cho Mai Cũng như thêm chuyện gửi tới cho các bạn những câu chuyện hay mỗi ngày Mời các bạn cùng theo dõi tập 2 Gần 7 giờ sáng người chen trúc trên xe buýt tới bệnh viện Mặc dù lần trước Thế đưa thẻ của anh cho cô nhưng cô trả muốn động tới tiền của anh Nguyệt không muốn bị coi là cái ăn bám Cô muốn tìm công việc tự lập Trên chính đôi chân bàn tay của mình Nhưng một người không có trình độ học vấn Sống ở trên núi cao như cô Xin việc ở đâu bây giờ Xe buýt vào sáng sớm đông lắm Nguyệt đợi mãi thấy chiếc xe chở cô tới bệnh viện Vội vàng chen chúc bước lên Như đúng lúc này Người đàn ông chạy ngang qua Giật túi sách trên vai cô Cú giật bất ngờ Và mạnh làm cho Nguyệt như bị kéo lê trên đất anh ta thô bạo lôi cô sành sạch Người hét lên Tế khốn Cô chịu đứng lại không hả à? Nguyệt kiến xăng Xong phi một cú rồi đạp thẳng vào lưng anh ta Anh ta không phòng bị Lập tức bị cô đá cho ngã nhào Hai người lao ra giữa đường Bất ngờ cách đầu xe Một chiếc ô tô đi với tốc độ rất nhanh Tài xế xe hoảng hồn gấp rút đạp mạnh chân ga Làm bốc khói mù mịt Để lại trên đường một vệt dài Tế cướp nhân cơ hội đẩy Nguyệt ra rồi bỏ chạy Cô ngã xuống đất Cách đầu xe của mình chưa đầy 10cm Sau cú phanh gấp vừa rồi Chán anh ta suýt nữa đập vào ghế phía trước Tài xế cuốn quýt hỏi anh ta có sao không Mình lắc đầu Tài xế có chút tức giận Tại cô gái kia đột nhiên lao ra đường May phanh kịp nếu không thì Cậu xuống xe xem thế nào đi Mình nói thêm nhớ giải quyết nhanh đấy Dạ vâng Tài xế xuống xe lạnh lùng nói với Nguyệt ngồi trên đất Cô đi đứng cái kiểu gì thế Suýt nữa xảy ra tai nạn đấy Tôi xin lỗi xin lỗi Người chống tay đứng dậy cúi đầu xin lỗi anh ta Hai đầu gối bàn tay xây rước dưới máu Nhưng mày giữ lại được túi sách Tài xế nhìn cô thấy tội nghiệp Anh rút ví đưa cho cô ít tiền Cô cầm lấy kiểm tra vết thương đi Có gì gọi vào số điện thoại này nhé Thôi không cần đâu Cô xua tay Nhưng anh ta rúi tiền vào tay cô không cho cô cơ hội từ chối Cô cứ cầm đi Bây giờ chúng tôi có chuyện gấp phải đi Anh ta nói xong nhanh chóng rời đi Trong khoảnh khắc anh ta xoay người bước đi mình ngồi trong xe thấy khuôn mặt Nguyệt Cả cơ thể phút chốc cứng đờ người vuốt tóc Ta váy trắng khẽ lay động Đặc biệt khuôn mặt ngũ quan giống như được đúc của bộ khuân với Hạ Nhìn thấy cô Mình ngỡ là Hạ sống lại đứng trước mặt anh Hạ Thiếu ra anh đi đâu thế Tài xế thấy anh xuống xe hấp tấp đuổi theo Nguyệt đang khó xử muốn trả lại tiền Bà gặp người đàn ông mặc tây trang bước xuống xe tiến phía mình Anh càng đến gần Cô càng cảm thấy người đàn ông nhìn quen mắt hạ tài xế đứng sau lưng anh ta há hốc mồm anh liên tục gọi cô là hạ âm thanh còn hơi run rẩy xin lỗi anh nhận nhầm người cô đẩy mình ra cố tình đứng cách anh ta một đoạn nhưng mình giống như người say cứ sán lại gần nguyệt ánh mắt đờ đẫn không em là hạ mà đúng không em là hạ em chưa chết em đã trở về rồi hạ em nhớ lại đi anh là minh mà tôi không phải hạ tôi là nguyệt anh nhận nhầm người rồi Nguyệt liên tục lùi lại bộ dạng như tránh hủi Mình bắt chợt đứng khựng Đau đáo nhìn cô Nỗi đau hiện lên rõ ràng trong ánh mắt Cô gái trước mặt rất giống hạ Nhưng ở che khoe mắt hạ có nốt rủi son Còn Nguyệt thì không Mình buồn bã thu tay lại Cô thấy thế cũng thầm thở vào Nếu anh ta tiếp tục tiến lên Nguyệt không khách sáo nữa Nhìn bộ dạng anh ta cũng không phải người nghèo Vậy mà đầu óc Có cả cái gì mà hạ Hay do thương nhớ người đã khuất Anh ta mới có biểu hiện như thế Tôi xin lỗi vì thất thố Mình nói nhưng ánh mắt không che giấu được hy vọng Không sao đâu Anh thấy cô bị thương lập tức nói Cô lên xe đi tôi đưa cô đến bệnh viện Không tôi không sao Số tiền này tôi trả lại cho anh Người rúi tiền vào tay anh ta Rồi nhanh nhẹ rời đi Cô thực không muốn dính líu gì tới anh ta nữa cả Mình không có lý do gì giữ cô lại Bây giờ anh đang rất vội Bạn nãy hình như cô nói mình tên Nguyệt à Nam anh lên tiếng gọi, người tài xế vội đáp. Dạ thiếu ra. Cậu nghe thấy cô gái lúc nãy nói mình tên gì không? Dạ cô ấy nói mình tên Nguyệt, Lâm Nguyệt ạ. À. Lâm Nguyệt ạ? À? Mình nghe cái tên này, cảm thấy quen quen, nhưng không nhớ nổi nghe tới ở đâu. Anh nhìn theo bóng dáng Nguyệt, mà đến khi cô lên xe buýt rời đi, không biết sao trong lòng anh cảm thấy nhất định gặp lại cô. Chúng ta đi thôi. Mình lên xe, chiếc xe ô tô la vun vút trên đường, lướt qua chiếc xe buýt của Nguyệt. Bởi vì xảy ra chuyện lúc nãy Nên khi cô tới bệnh viện gần 9 giờ May mà y tá đã cho ông ngoại ăn sáng Lúc Nguyệt đến nơi Ông ngoại được y tá đưa đi dạo ngoài vườn hoa Ông không được bẩn lắm Y tá thì ông định bốc nắm đất bè ngăn lại Nhưng ông đẩy cô y tá sang một bên Dùng tay giật khóm hoa cười khả khả Thấy tình cảnh này khóe mắt Nguyệt cay cay Cô gạt nước mắt chạy tới bên ông ngoại Ông à Nguyệt cất tiếng gọi nhưng ông không hề quan tâm Cứ tiếp tục bứt cánh hoa khỏi cành Y tá ngạc nhiên khi tới cô xuất hiện Nguyệt nhỏ giọng cảm ơn Cảm ơn cô nhiều lắm Ở đây cứ để tôi chăm sóc cho ông là được Vâng, vậy tôi xin phép Cô y tá như được đại giá nhanh chóng đi mất Cuối cùng còn lại Nguyệt với ông ngoại Cô ngồi xổm xuống trước mặt ông Ông, con là Nguyệt đây Ông nhớ con chứ Nguyệt, vâng, con đây ạ à? Nguyệt gật đầu, ánh mắt nhìn ông đầy chờ mong đôi Đồ đồng tử đã được của ông đảo qua đảo lại trước mặt cô cuối cùng thì hét lên tôi không biết không biết ông à cô đau lòng muốn nắm bàn tay ông ngoại nhưng ông đẩy ngã ra đất tôi không biết ông không nhớ con à nước mắt cô cuối cùng kìm không được rơi xuống tự nhủ mình không được khóc phải mạnh mẽ lên nhưng khi thấy ông ngoại thế này cô cảm thấy tủi thân vô cùng đủ lúc đó cách đấy không xa có tiếng trẻ con khóc ré lập tức thu hút sự chú ý của cô nguyệt ngẩng mặt nhìn không xa có người đàn ông đang cố bắt một cậu bé khoảng chừng 5 tuổi lên ô tô một nhìn cô nhận ra bọn chúng chắc chắn không phải người tốt cô cúi đầu nói với ông ngoại ông ông ngồi đây một lát nhé cháu quay lại ngay dứt lời cô nhanh chóng chạy tới chỗ chiếc xe chặn đứng tới đàn ông kia lại này mấy người muốn làm gì thế à cô điên à cô là ai hắn có vẻ khó chịu khi bị cô ngăn cản còn bảo lúc này bỗng nhiên ôm chặt chân cô mẹ tuy có chút ngạc nhiên nhưng nguyệt đáp Tôi là mẹ nó đấy, anh muốn làm gì? Có tin tôi báo cảnh sát không hả? Hắn nghe từ cảnh sát vẻ mặt dè chừng lùi lại, chửi thề một tiếng rồi nhảy lên xe ô tô phóng đi. Người xoa đầu bảo, may cô đến kịp nếu không cậu bé bị bắt đi mất. Như bà nãy tại sao gọi cô là mẹ? Cháu ơi, cháu tên gì nhà ở đâu? Có biết đi một mình ra ngoài đường nguy hiểm lắm không hả? Mẹ, bảo ôm chặt lấy cô không buông, có liên tục gọi cô là mẹ. Người thiểu ban nãy cậu bé này thông minh, Cố tình gọi cô là mẹ để hắn cảm thấy sợ Nhưng bây giờ hắn đi rồi Bảo quần lấy cô Hay cậu bé sợ hãi nhỉ Nào ngoan đừng sợ Cô giúp cháu tìm mẹ nhé Nguyệt bế bảo lên trên tay Không ngờ cậu nói Mẹ, mẹ là mẹ con Mẹ quên con rồi à Cậu bé ơi, cô đâu phải mẹ cháu đâu Cháu nhớ mẹ quá lên nhận lầm đấy Để cô dẫn cháu đi tìm mẹ nhé Tiểu bảo bảo nghe thế khóc ré lên Không, mẹ không cần bảo nữa Mẹ quên bảo rồi à Tiếng khóc bảo rất lớn Người bối rối không biết phải làm gì Cô quay lại cho ông ngoại Mẹ ông vẫn ngồi vườn hoa không đi đâu Thấy cậu bé khóc nấc Cô thương xót dỗ dành Thôi được rồi con tên gì nào Con tên Bảo Tiêu Bảo Tiêu Giả Thế ba con tên gì Ba con tên là Tiêu Nhất Minh Tiêu Thế Liệu đây có phải sự trùng hợp không nhỉ Mẹ không biết thế có anh trai không Cô không hề nghe bà nội nhắc tới Cô quan sát gương mặt của Bảo Trong lòng dấy lên hoài nghi Hay đây là kịch bản do thế sắp xếp anh có bao nhiêu thân phận cô không biết Hay là anh có con rơi nhỉ Mẹ, mẹ quên con à Bảo ngước mặt, nước mắt long lanh trong suốt khóe mi Dù còn bé Nhưng Bảo có ngũ quan rất đẹp Đôi mắt to, môi hồng Là da trắng nõn phúng phính Quần áo mặc trên người của thương hiệu đắt tiền Nguyệt mềm lòng xoa đầu cậu bé Xin lỗi con Bảo dụi đầu vào ngực cô làm nũng Thút tha thút tít Con nhớ mẹ, mẹ đi đâu thế Mẹ không cần Bảo nữa ư Người không biết trả lời thế nào Cô nở nụ cười mềm mỏng dỗ danh bảo Con đi một mình thế này Ba con lo lắm đấy Có nhớ số điện thoại của ba không Bảo lắc đầu có không nhớ Nguyệt thở dài Chẳng biết đi đâu tìm ba của Bảo bây giờ Hay đưa cậu bé về tiêu ra Đúng lúc này ông ngoại cô níu tay áo của Nguyệt Tôi muốn đi nhà sĩ Được ông đi với con Một tay Nguyệt bế Bảo Một tay dắt ông ngoại về phòng bệnh Mày cậu bé đến khóc ngoan ngoãn nghe lời cô trong khi đấy mình chạy khắp nơi tìm cậu bé anh tìm khắp mọi nơi từ trường mẫu giáo tới những nơi bảo từng hay được đưa đi chơi nhưng tuyệt nhiên không thấy bảo ơi rốt cuộc con ở đâu chứ mình lo lắng đỏ cả mắt nếu cậu bé xảy ra chuyện anh không sống nổi mắt ở trong bệnh viện nguyệt mới đi mua đồ ăn cho bảo cậu bé dính lấy cô như sam còn thức ăn dành cho ông ngoại thì y tá lo xong hết nếu nhờ bệnh viện cũ ông ngoại cô không được đối xử tốt đến như thế này những gì ông ngoại được hưởng bây giờ đều là nhờ thế chỉ cần bỏ ra số tiền có thể mua tất cả mọi thứ cô nên cảm thấy biết ơn hay ghét anh ta hơn đây biết ơn vì anh ta cho ông ngoại tới một bệnh viện tốt hơn còn ghét vì tối hôm qua anh ép cô tới mức ngất xỉu nguyệt cảm thấy chưa thích ứng được với mấy hành động thân mật này của thế ban đầu cô nghĩ rằng anh rất ghét mình anh còn dọa ném cô cho chó sói ăn thịt tất cả những lời nói hành động đó đến bây giờ nguyệt còn nhớ Mẹ à, mẹ về sống với con và ba đi Bảo ngồi trong lòng cô ăn cháo Đột nhiên nói Thành ngầm non nớt của cậu bé Cắt đứt dòng suy nghĩ của cô chỉ đôi mắt long lanh mong chờ của Bảo Người không biết nên trả lời thế nào Mẹ, sao mẹ không nói gì thế Ba nhớ mẹ lắm Ngày nào ba cũng ngắm ảnh của mẹ Ngày nào cũng ngắm Ngày nào cũng ngắm Người không biết suốt cuộc Cô gái kia có chuyện gì xảy ra Nhưng cô bị ấn tượng bởi người đàn ông như vậy anh ta hẳn rất yêu cô gái đó lại rất trung thủy Nguyệt tò mò xác nhận con nói thật à bảo gật đầu chắc nịch quả quyết nói thật mà tối nào con cũng nhìn qua cửa phòng của ba ba ngắm ảnh mẹ con nói rất nhớ và yêu mẹ vậy ư ừ. người xoa đầu bảo đột nhiên có ý nghĩ đáng sợ lướt qua đầu sáng nay người cô đụng phải anh ta ôm chầm lấy cô gọi cô là lưu hạ bảo cũng gọi cô là mẹ chả nhẽ cô có dung mạo cùng với người phụ nữ tên Hạ đó à? Thế con nói mẹ con tên gì? Mẹ con là Hạ, Lưu Hạ, mẹ không nhớ tên mình à? Bảo chu môi đáng yêu lắm. Nguyệt bây giờ có thể chắc chắn người mà cô vô tình đụng vài sáng nay là ba của Bảo. Không phải là thế. Không hiểu sao trong lòng cô nhị nhõm sau khi nghe xong. Có thể bây giờ anh đang sốt sáng tìm cậu bé. Nguyệt sực nhớ mình có lưu lại danh thiếp anh ta. Tiểu nhất mình, Phó giám đốc tiêu thị Nguyệt lúc này đọc kỹ Anh ta là phó giám đốc tiêu thị à? Bảo à, có biết người tên tiêu thế không? Có biết ạ à, Đó là chú của con Nguyệt nghe xong cười khan Cô lờ mờ đoán sự thật là thế nào rồi Nói như thế chẳng phải Cô giống với người vợ kia của mình Nhưng lại là vợ của thế Bảo, có nghe này Cô không phải mẹ của con Chỉ là cô giống với mẹ con thôi Nguyệt đính chính Tóm lại bây giờ cô không muốn dính dáng gì tới chuyện của tiêu gia Bảo dưng dưng Tức thì Nguyệt chấn chỉnh Là người con trai Động một chút con khóc là như thế á Không Bảo được ba dạy không được khóc Nhưng thấy Nguyệt Cậu lại rất nhớ Để nỗi cứ thế bật khóc lúc nào không hay Vậy con mau ní nào Con như thế này ba con lo lắng cho con Con không thấy thương ba ư Thực ra trong lòng cậu rất nhớ ba Nhưng Bảo sợ mình về Sẽ bị ba Minh nổi giận đánh đòn Vậy nên cậu không dám trở về nhà Nguyệt dường như nhìn ra được có phải con sợ ba mắng con à Bảo một lúc sau e rẻ gật đầu Con đừng lo Bà nhất định không giận con đâu Nguyệt xoa đầu cậu bé an ủi Bảo rụt đầu vào ngực cô Mẹ có thể về cùng con được không Về cùng á Nghĩ thái độ của mình Cô sợ thế sẽ hiểu lầm mất Nhìn đối mặt với vẻ mặt làm nũng của Bảo người không nỡ từ chối Cô nhẹ nhàng xoa đầu cậu Thôi được rồi Thật đã Bảo vui sướng ôm chầm lấy cổ cô Ăn xong một lúc Cậu thêm cả buổi sáng cậu trốn chạy khỏi nhà đi tìm mẹ Hiện tại bảo buồn ngủ quá Một lúc sau nằm trong lòng cô ngủ say Nguyệt khẽ nhéo gò má bầu bĩnh của cậu Lấy điện thoại trong túi Gọi theo số điện thoại trên danh tiếp Alo Mình thấy số lạ gọi Bình thường anh chẳng nghe đâu Nhưng lần này ma xuôi quỷ khiến thế nào lại nghe Xin hỏi có phải anh Minh không ạ Tôi đây có chuyện gì thế Con trai anh Bà Bảo đang ở chỗ tôi Nơi này bệnh viện tiêu ra Anh có thể đến được không ạ Bệnh viện á, con trai tôi bị làm sao Mình hoảng hốt Trái tim trong lồng ngực như rơi xuống vực thẳm Không có chuyện gì đâu anh đừng lo Chỉ là cậu bé đi lạc tới đây Nguyệt nhẹ giọng an ủi Lúc này tảng đá trong lòng anh chút xuống Mình không suy nghĩ được thêm Anh nhanh chóng tới bệnh viện Còn Nguyệt lúc này nhờ cô y tá bế bảo trao trả cho mình Vậy đến khi anh ta đến bảo ngủ say Anh giận lắm Nhưng may thấy cậu bé không sao Cảm ơn cô Mình nhỏ giọng cảm ơn cô ta Cô y tá đỏ mặt ngượng ngùng khi thấy anh đẹp trai thật Anh ta bỗng đưa mắt nhìn quanh Vừa nãy cô là người gọi cho tôi à? Cô ta gật đầu Dạ vâng ạ Hình như giọng nói của cô có chút khác à, Dạ giọng nói của điện thoại bao giờ cũng khác chút Cô ta cười trừ Mai bà nãy Nguyệt chuẩn bị trước dặn dò cô ta Cô đứng nép trên một góc Nhìn thấy Minh ôm bảo rời khỏi bệnh viện Bây giờ từ phía sau bức tường bước ra Cảm ơn cô nhiều nhé Cô y tá định hỏi tại sao dấu chuyện Nguyệt mới Chính là người cứu cậu bé kia. Nhìn ánh mắt cô khiến cô ta không dám hỏi. Việc trì hoãn không cho Minh biết chỉ là biện pháp tạm thời. Khi bảo tỉnh dậy, nhất định đem chuyện gặp cô kể cho anh nghe. Anh ta chắc chắn nhận ra khi đó cô là vợ của thế. Chuyện đêm trước xảy ra ở quán bar. Văn phải vào bệnh viện cấp cứu. Nếu không kịp thời, có lẽ anh ta đi đời nhà ma luôn rồi. Nằm liệt trên giường bệnh mấy hôm, anh ta giận dữ ném mạnh cái ly thủy tinh xuống đất vỡ tan khổ kiếp Người quản gia già đứng bên cạnh Thấy anh ta nổi giận Sợ đến nội dung cầm cập Không dám lên tiếng Chỉ một con đàn bà Dám khiến tao thành thế này Cứ mỗi khi nhớ đến chuyện Nguyệt chơi xấu mau nóng cho người văn dâng trào Sống tới bây giờ Chưa ai dám chơi xỏ anh ta như vậy Nhưng càng bực bội hơn Nguyệt lại là thiếu phu nhân tiêu gia Mà Văn lại không thể động tay tới tiêu gia được Anh ta lấy điện thoại gọi cho Thúy Khẩu thiếu gia Đêm hôm đó của anh thế nào Có phải sung sướng lắm không Sung sướng cái đầu cô ấy Văn trừ thề một tiếng Thúy giật mình Có chuyện gì thế Cô còn hỏi à Con đàn bà đó hại tôi nhập viện Nhập viện Thúy cười nhẹ Anh bình tĩnh đi Cô ta làm gì anh vậy Cô ta thả chó cắn tôi Chó Ở quán ba làm gì có chó Này Anh có nhầm lẫn gì không đấy Ở quán ba thì làm gì có chó đâu Thúy không biết trước đây Nguyệt từng làm thêm ở quán ba có cư mang hai con chó. Chỉ cần nghe tiếng cô huyết giáo chúng chạy đến, đã một thời gian dài, cô nghĩ chúng quên mình nhưng mà không. Bàn hét vào điện thoại, tôi tự làm mình vào viện à? Không thiếu ra, anh bình tĩnh một chút đi. Bình tĩnh cái rắm ấy, đàn bà đó hại tôi suýt chút nữa toi đời. Cô bảo tôi bình tĩnh à? Tất cả mọi chuyện là lỗi của cô. Thúy trong lòng thầm chửi Nguyệt, nhưng bên ngoài tỏ ra hết sức có thể anh bình tĩnh chút đi, chuyện này để tôi giải quyết cho anh. Không phải chị em các người bày trò hãm hại tôi đấy à? Túy, cô đừng quên tôi giúp đỡ cô nhiều thế nào. Nếu không có tôi, cô có ngày hôm nay sánh đôi bên cạnh bác không? Không thiếu ra anh tin tôi đi, tôi tuyệt đối không làm chuyện đó. Tôi biết ơn anh còn chưa hết, sao tôi làm chuyện đó được chứ? Văn thở gấp, lồng ngực lên xuống phập phồng. Nếu cô không khiến con đàn bà đó quỳ gối trước tôi xin lỗi, tôi nhất định không bỏ qua đâu. Dứt lời anh tắt phụt máy Thúy cứ tưởng rằng Văn đã ngủ với Nguyệt rồi Đêm đó cô ta lắp cam cho căn phòng đó Vậy mà sáng hôm sau đến nơi lục không thấy nó đâu cả Khốn kiếp thật Thúy chửi thề Không ngờ con nhỏ Nguyệt nó ghê gớm như thế Nguyệt à Chị đừng nghĩ thoát khỏi tay tôi Thúy cười lạnh Trong mắt hiện lên sự nham hiểm Thế muốn chuyên tâm làm việc cũng không yên Bây giờ 6 giờ rồi Thế mà Nguyệt chưa thấy tâm hơi đâu Chốc chốc đưa mắt nhìn đồng hồ Mỗi giây mỗi phút trôi qua Trong lòng anh càng lúc càng sôi sục cả lên Trước giờ anh đâu phải gửi thế Anh không hiểu đổi bản thân mình Đi đi lại lại trong phòng Bấy giờ bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa Vào đi Ngô quả ra đẩy cửa vào Ông chưa kịp lên tiếng thì anh nói Thiếu vô nhân về rồi à Dạ chưa ạ Tôi bố gọi thiếu gia xuống ăn cơm Thế nghe xong suýt chút nữa nổi cơn tam bành Tận bây giờ rồi còn chưa bác mặt về Anh không chờ nổi đang định xuống lầu sai người tìm cô Thì Nguyệt về tới nhà Tế xe ô tô từ bên dưới vọng lên Lập tức thu hút sự chú ý của anh Thế nhìn qua ô cửa sổ xuống dưới Thế Nguyệt bước xuống Theo sau người đàn ông nhìn rất lịch lãm Chuyện quái gì đây Lâu mà anh cao chặt Bàn tay bên dưới siết chặt thành nắm đấm Nguyệt cười nói với Kha Còn vẫy tay chào tạm biệt anh ta Hai người đứng nói một lát thì anh ta rời đi Trước lúc lên xe Kha đồ ngột ôm chầm lấy cô Người bị bất ngờ nhất thời không phản ứng lại thế đỏ mắt suýt chút nữa lăng ngay cái lọ hoa qua cửa sổ xuống dưới khốn kiếp thật ngay trong biệt thự tiêu ra thả nhiên ôm ấp mèo mả gà đồng với nhau à cô được lắm nguyệt ạ à? kha cô đẩy người anh ta ra nhận ra sự thất thố của mình anh chủ động cười xin lỗi xin lỗi nguyệt nhé có lẽ lâu không gặp anh xúc động nhất thời thôi anh về đây ờ à, tạm biệt nguyệt không nghĩ gì nhiều nhìn anh lên xe rồi rời đòa trong nhà Quả ra ngô thế phu nhân à cô đi đâu bây giờ mới về thế ông quản gia suốt sáng hỏi nguyệt lên lên tiếng trả lời sao thế anh thế xảy ra chuyện gì ạ à? thực ra thôi thiếu phu nhân cứ lên gặp thiếu gia thì biết nguyệt mang theo tâm trạng khó hiểu lên lầu khi cô vừa mở cửa một cảnh hoang tàn bỗng chốc đập vào mắt cái căn phòng cứ như kiểu cơn bão càn quét thế ngồi trên xe lăn quay lưng phía cô vậy nên cô không biết về mặt anh thế nào cô nửa muốn lên tiếng nửa không chẳng nhẽ ai chọc giận anh à cô chẳng biết nguyên nhân chính là do mình nữa cuối cùng chọn cách im lặng chờ anh lên tiếng anh ngược lại đang đợi cô mở lời tuy nhiên sự im lặng từ cô càng thổi bùng ngọn lửa trong anh nguyệt anh không chịu được cuối cùng lên tiếng trước có chuyện gì thế cô còn hỏi à anh ấn nút xa lăn xoay lại đối diện với cô thanh âm lạnh lùng không thể tả ánh mắt đó là của anh à bừng bừng giận dữ cứ như nhìn tội nhân vậy cô làm gì hay sao Cô thực sự không biết mình làm gì à Nguyệt thực không thích thái độ của anh dành cho cô lúc này Nhất là trong lòng cô còn thấy ấm ức Chuyện đêm qua anh ép cô Cô thở hỏi Tôi làm cái gì Anh nhìn cô chăm chăm khóe môi bất giác nhếch lên cười khẩy Cô giỏi thật Trước mặt chồng mình Còn đứng ngay trong biệt thự tiêu gia Vô tư thản nhiên ôm ấp người đàn ông khác Cắm cho tôi cái sừng to đùng trên đầu Bây giờ giả vờ vô tội không biết gì à Nguyệt cười lạnh thì ra chuyện đó Giữa tôi với anh Kha có chuyện gì đâu Anh tin hay không thì tùy Anh Kha Cô gọi anh ta thân mật thật Mà còn nói giữa hai người không có chuyện gì Cô coi tôi là con lừa đấy à Nguyệt lạnh lùng đáp Nè anh thế Giữa hai chúng ta đâu phải người yêu đương gì đâu Anh cần gì bực bội chứ Cầu nói như cái gai nhọn đâm vào tim anh Thế rõ ràng biết điều đó hơn ai hết Ngay từ đầu Anh coi mối quan hệ của bọn họ dựa trên hợp đồng nhưng tại sao khi thấy cô ở cùng với người đàn ông khác Anh khó chịu như vậy Người nhìn anh chăm chăm Cô muốn xem rốt cuộc người đàn ông đang nghĩ gì Dưới ánh mắt đó Thế bình tĩnh hơn lúc nãy Thực ra bên trong che giấu tâm tư Đang cuộn cuộn như sóng ngầm Nguyệt, cô nên nhớ cô đang là thiếu phu nhân của tiêu gia Cô không được làm mất mặt tiêu gia Nguyệt đã hy vọng vào câu trả lời khác Nhưng câu trả lời của anh như gáo nước tạt xuống đầu cô Thì ra chỉ là anh sợ mất mặt Tất nhiên là như vậy Tôi nhất định làm tốt nhiệm vụ của mình Không cần tiêu thiếu ra nhắc nhở Cô nói xong xoay người bỏ đi Thế gắt gỏng Cô đi đâu đấy Nguyệt không trả lời đi thẳng một mạch sang phòng khác Đóng sầm cửa lại Giữa lá sau cô nghe thanh âm rất lớn Giống như tiếng chai thủy tinh vỡ Tiếp theo thanh âm thất thanh của ngô quản gia Thiếu ra Thấy đấm mạnh tay vào cửa kính Thủy tinh vỡ găm vào bàn tay anh Quả ra đứng một bên thấy thế sợ quá nhưng ông vừa lên tiếng bị anh đuổi ra ngoài Nguyệt mặc kệ Tiếp tục chùm chăn kín mít trên giường Quả ra sợ anh làm chuyện dại dột Ông không dám nán lại Bởi vì mỗi khi thế lên cơn đều rất đáng sợ Ông nhớ lần trước chỉ có Nguyệt kiềm chế được anh Ông lập tức chạy đi tìm cô Thiếu phu nhân à Quản gia gõ cửa Thanh âm run run, run khẩn cầu Thiếu phu nhân Phu nhân đi xem thiếu gia thế nào được không Thiếu 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 gia vừa mới đấm cửa kính chảy nhiều máu Đấm cửa kính cũng không chết được Nhìn đáp lại ông ta chỉ là im lặng đáng sợ Quả ra không biết làm thế nào Chỉ liên tục gõ cửa Thiếu phu nhân cầu xin thiếu phu nhân Người bị chặt hai tay Để không nghe thấy lời ngô quản gia Nhưng bỏ mặc anh thì thú thực cô không thể yên lòng Là một thầy thuốc Cô không thể bỏ mặc người bị bệnh Nhưng thế làm bệnh để làm gì Bài tỏ nỗi tức giận Hay muốn chọc cô tức biên Gián tiếp nói rằng là lỗi cô anh mới làm thế Chú phu nhân à Quả ra nghe âm thanh lớn khác Hoảng sợ đập cửa mạnh hơn Người cắn răng mở cửa cùng ông tới phòng của thế Đợi vào mắt cô Mảnh thủy tinh bắn tung tóe dưới mảnh đất Mùi máu tanh nồng trong không khí Hai ô cửa kính bị anh đấm vỡ Máu liên tục nhỏ xuống qua kẽ tay Nguyệt đến cũng là lúc anh chuẩn bị giơ tay đấm thêm vào ô cửa kính thứ ba Nhưng lần này một bàn tay khác chặn lại Dừng lại đi Nằm đấm dơ ra cách khuôn mặt cô chưa đầy 5cm nguyệt nhìn thẳng vào đôi mắt đỏ ngầu của anh mà không hề sợ tránh ra đi tôi không tránh nếu không tránh tôi đánh chết cô đấy anh gầm lên quả ra đứng đằng sau cũng giật mình nguyệt kiên quyết tôi không tránh đấy mặc dù cơ thể cô run lên vì sợ nhưng cô lựa chọn cách này thế cười khẩy giọng nói lạnh lùng ẩn chứa âm thanh giận dữ lâm nguyệt cô giả vờ quan tâm người khác à đúng là một người đàn bà tâm cơ anh muốn nghĩ tôi thế nào cũng được mấy là đừng tự hành hạ mình nữa lồng ngực trái cô khai nhói anh tiếp tục xỉ nhục cô đừng tỏ ra mình là người tốt cô nghĩ mình có quyền gì dạy tôi hay cô thực sự nghĩ mình là thiếu phu nhân của tiêu gia cô cảm thấy trong lòng giá bút đau đớn anh nhất định phải nói những lời như vậy với cô à thậm chí cô ghét bản thân mình hơn khi bị anh xỉ nhục như thế mà không bỏ mặc anh được anh kéo giật cô sang một bên màu trên tay rơi vào cánh tay cô anh vùng nắm đấm để xả cơn giận dữ trong lòng Nhưng Nguyệt một lần nữa lao đến ôm chầm lấy anh Bàn tay anh cách tấm kính rất gần Đối nhiên khựng lại Bàn tay Nguyệt vòng qua cổ anh Níu cổ áo anh xuống Cô kiện chân áp đôi môi ngọt ngào của mình Lên đôi má lạnh của anh Anh từng nói cô là liều thuốc của anh Cánh tay khựng lại giữa không chung Cơ thể cứng đơ không phản ứng được Hải mắt mở lớn nhìn chằm chằm cô gái trước mặt Nguyệt chủ động hôn anh à Nguyệt thấy anh dừng lại cô định buông ra nhưng vừa lùi lại vòng eo nháy mắt bị siết chặt gái bị bàn tay của anh ép sát tư thế chủ động của cô trở thành bị động thế nhân cơ hội hôn sâu hơn nguyệt đánh vào ngực anh mấy cái nhưng lồng ngực anh cứng như tấm sắt không hề suy chuyển cô vốn chỉ muốn ngăn anh lại nhưng người nào đó như cá gặp nước ngấu nghiến đôi môi không chịu buông cô bực bội cắn vào lưỡi anh bị máu tanh lan ra trong miệng hai người nhưng anh không rời khỏi môi cô mà Nguyệt thì không dám cắn mạnh Hai người giằng co một lúc Còn trong mắt ngô quản gia Hai người bọn họ giống như cặp tình nhân thân mật giận dỗi nhau Cơn giận bừng bừng trong lòng anh Theo nụ hôn tan đi mất Đôi môi cô mang hương vị ngọt ngào tinh khiết như kẹo Xoa dịu nỗi giận dữ ngự trị trong lòng anh Thế nhắm mắt cảm nhận Dường như không muốn buông cô ra Anh muốn khoảnh khắc này dừng lại tại đây mãi mãi Suy nghĩ kỳ lạ bỗng nhiên làm anh ngẩn ngơ Một tình tạo cơ hội cho Nguyệt Thoát ra khỏi nụ hôn cuồng nhiệt Cô đẩy anh Hai tay che miệng mình Ánh mắt nhìn anh không đồng tình Thế ngẩn người trong giây lát Sau đó ánh mắt tức thì chuyển sang lạnh lùng Như chưa hề có chuyện gì xảy ra Nguyệt muốn ngăn cản anh Thế nào lại thành để anh ăn đậu hũ Thế xoay lưng lại phía cô Cô tưởng anh định đấm vào cửa kính tiếp Thế à Cô gọi chồng mình như vậy à câu hỏi bất chợt không liên quan làm cô lúng túng thế tôi gọi thế nào tất nhiên gọi là chồng rồi khỏe miệng cô dần dần anh nhớ mày chờ đợi nhưng cô nhất quyết không nói tại sao chứ tại vì chúng ta là vợ chồng nếu tôi gọi anh như thế anh không tức giận nữa chứ hả được cô há mồm mãi lúc sau thốt ra chồng ơi tôi nghe không rõ thì chồng anh nhếch môi cười ơi một tiếng nguyệt đứng hình trái tim đập thình thịch Đến đây băng bó cho tôi đi Thế ngồi xuống giường Đánh mắt nhìn phía quản gia Ông nhẹ nhẹ chạy đi lấy hộp cấp cứu Chưa đầy một phút sau Quản gia xuất hiện cùng hộp sơ cứu trên tay Ông đưa nó cho Nguyệt Rồi tiếp theo nhẹ nhàng lui ra ngoài cửa không chút dấu vết Nguyệt mở hộp sơ cứu lấy thuốc và bông băng Bàn tay của anh bị mảnh vỡ thủy tinh găm vào rất sâu Còn rất nhiều Máu chảy nhỏ giọt Cô nhẹ nhàng gắp từng mảnh vỡ Thổi nhẹ lên vết thương Động tác vô cùng chuyên tâm dịu dàng Thế tự người thành giường thành thơi ngắm cô Lần đầu tiên gặp Nguyệt trên tàu Anh cảm thấy ở cô gái có điều gì đó rất mạnh mẽ Đối mặt bao nhiêu tên cướp cô không hề sợ Thậm chí đánh ngất một tên cướp Rõ ràng thân thể mạnh mai Chỉ bằng một phần ba bọn chúng Vậy mà có sức mạnh nào bên trong cơ thể nhỏ nhắn đó Nguyệt chăm chú gắp từng mảnh thủy tinh vỡ Nhưng cô cảm nhận ánh mắt của anh đặt trên người mình Cô chớp mi mắt Hàng lông mi run rẩy như cánh bướm đậu trên làn da trắng sứ Gương mặt thanh túi xinh đẹp, vóc dáng cân đối So với những cô gái khác, Nguyệt cũng được coi là mỹ nữ Mặc dù cố gắng giữ khoảng cách nhất định Nhưng cô cảm thấy hơi thở nóng bỏng của anh vờn vít xung quanh cô Bất giác, cô nhớ lại nụ hôn nồng nhiệt ban nãy Cố gắng gạt đi những hình ảnh đó ra khỏi đầu Lúc ấy cô chỉ muốn ngăn anh lại Chứ không hề cố ý gì cả Còn anh nhìn cô ánh mắt tối dần anh muốn tiếp tục chuyện giang dở ban nãy Cô gái này không những là thuốc đối với anh Mà còn là độc dược Khó khăn mãi mới gắp hết tất cả mảnh vỡ ra nguyệt lúc này bôi thuốc Sau đó băng bó cho anh Xong xuôi cũng gần 8 giờ tối Ai, Xong rồi đấy Cả quá trình không ít nhiều cũng đau đớn Vậy mà lông mày thế nhách cũng chẳng buồn nhách vẻ mặt bình thản vô cùng Một tiếng động vang lên Phá tan sự yên nắng Nguyệt đỏ mặt quay đi Cả ngày hôm nay cô chẳng ăn gì Cái bụng cũng đến lúc biểu tình Đi thôi Thế đứng lên lạnh nhạt nói Đi đâu chứ Còn đi đâu nữa Cô không muốn đi ăn cơm à Có chứ Cô luống cuống đứng dậy đi theo anh Ra đến cửa bỗng anh đứng khựng lại Làm cô đâm sầm vào lương anh Cho mũi đau đến nỗi chảy nước mắt Cô đưa tay xoa mũi Định hỏi anh vì sao đang đi bỗng nhiên đứng lại Hai gò má nhận được đôi bàn tay to lớn của anh Có sao không vậy anh nâng khuôn mặt nhỏ nhắn của cô Ánh mắt dấy lên lo lắng Thoáng chốc Nguyệt lúng túng khẽ đẩy anh Không sao đâu Cẩn thận chút đi chứ Anh dặn dò cô Nguyệt chỉ biết gật đầu Thái độ lo lắng lúc này của anh lạ quá Không giống thế chút nào Khi anh giận dữ Khi anh lo lắng cho cô Đâu mới là bản chất thực sự của người đàn ông này Nguyệt theo anh xuống lầu Ngô quản gia dọn cơm lên trên bàn Người mùi thức ăn thơm lừng Cô như quên hết tất cả mọi chuyện Chuyên tâm ăn cơm Và mặc ánh mắt chăm chú của người nào đó Ngô quản gia đứng một bên Về mà khó xử Mấy lần ông ta thấy Nguyệt dùng đũa của mình Gắp đồ ăn trong đĩa Định mở miệng nhưng thôi Cũng biết thế có tính sạch sẽ Vậy nên chẳng bao giờ anh chịu Việc đồ ăn bị người khác trung đụng Vậy nên mỗi đĩa tương ăn có một cái muỗng riêng Nhưng Nguyệt không biết Cô vô tư thản nhiên gắp đồ ăn vào bát mình Kỳ lạ Thế không hề cảm thấy khó chịu Nhưng ngô quản gia lo sợ Thậm chí anh chủ động gắp đồ cho cô Người bối rối không biết anh có ý gì đây Đột nhiên tốt bụng như vậy Hay anh bỏ độc vào đĩa thức ăn này Nguyệt lười chẳng muốn suy nghĩ nhiều Có độc thì vẫn cứ ăn Cô đã đói tới mức sắp ngất Chỉ trong khoảng thời gian thế nhấp ngụm nước Cô khoáng hết một nửa bàn ăn Ăn uống no nê Lúc này anh mới lên tiếng Điện thoại cô đâu Làm gì Cô đột nhiên cảnh giác nhìn anh Cứ đưa đây Không phải muốn tịch thu điện thoại rồi nhốt cô trong nhà đấy chứ nguyệt thầm nghĩ cô không muốn đưa tức thì bị anh cưỡng chế lấy điện thoại trong túi thể ấn dãy số đó là điện thoại của anh sau đó đưa trả lại cho cô nguyệt không hiểu ngước mắt lên hỏi anh làm gì vậy điện thoại của tôi tôi lưu vào rồi đấy cô lưu số của cô vào đây rồi chồng yêu nguyệt nhìn tên trong danh bạ miệng cô méo sạch người đàn ông này không những mắc bệnh lại còn thêm cả tự luyến nữa chứ thế cười cười giơ điện thoại của mình cho cô xem bên trong lưu hai chữ bảo bối cô nổi hết cả da gà suýt chút nữa sặc nước bảo bối á anh có bị làm sao không thế sao tôi thấy bây giờ đang thịnh hành gọi nhau như thế đấy thịnh hành thịnh hành cái đầu nhà anh cô thực sự muốn sờ chán anh xem có bị sốt không nếu không còn chuyện gì nữa tôi lên phòng đây anh không ngăn cản nhìn bóng dáng cô lên lầu hướng phòng đọc sách chứ không phải phòng hai người khoai miệng anh bỗng chốc khẽ nhếch một đường cong phòng đọc sách rất lớn Lúc nãy Nguyệt không để ý Bây giờ cô thấy trên giá có nhiều sách và y học Giá sách rất cao Cần trèo lên mới lấy được Cô kê một cái ghế rồi trèo lên Cô với tay lấy cuốn sách Đáng tiếc với mãi cũng chẳng được Bỗng nhiên một bàn tay từ phía sau Vươn ra đoạt lấy cuốn sách Đồng thời dọa cho cô sợ hãi Cô hoảng loạn trượt chân ngã khỏi ghế Cứ tưởng mình tiếp đất Nhưng rơi xuống một nơi cứng cứng ấm ấm Cô giờ đủ chưa đấy Thế thấy cô sờ ngực mình Nhị không được lên tiếng Nguyên lập tức đứng bật dậy Thì ra thứ vừa rồi cô sờ là ngực anh Thực mất mặt quá Thế cầm cuốn sách trên tay Không để ý gương mặt đỏ lửa của cô Anh vào đây từ bao giờ thế hả à? Không phải cô nên cảm ơn tôi trước à Nguyệt bĩu môi Vậy lúc nãy khi cô băng bó cho anh Anh đâu có cảm ơn Biết bụng dạ người này hẹp hòi Thôi cô cũng chẳng chấp nhận Cảm ơn anh một tiếng Cô lên tiếng cảm ơn Nhưng ánh mắt nhìn chằm chằm cuốn sách trên tay anh Sao thế? Muốn nó à? Mỗi khi anh cười Liền bớt đi dáng vẻ lạnh lùng thường thấy Thế cũng đã tẩy trang Không có gương mặt gây giận lúc nãy Thay vào đó một vẻ điển trai vô cùng Anh mặc chiếc áo phông màu nâu Cùng chiếc quần thể thao Nhìn vừa thoải mái vừa năng động Tôi lên vóc dáng cân đối khỏe mạnh Người thấy nhịp tim đập nhanh Khi chạm phải vết cào đỏ rực in trên cổ anh Nhờ có cô Cơ thể anh từ cổ xuống đến lưng Chỉ toàn dấu vết cào cấu đo đỏ Thế phát hiện ra Nguyệt bỗng nhiên thừa người Hai gò má hồng hồng nhìn đáng yêu vô cùng Anh nhịn không được chỉ muốn trêu chọc Nghĩ gì ngẩn người thế Hay đang nghĩ đến tôi Anh bất chợt áp sát cô Ghé vào tai cô nói nhỏ Hơi thở nóng nóng cùng mùi sữa tắm thoang thoảng qua mũi cô Sắc đỏ từ gò má lan tới mang tai Khoảng cách giữa hai người hiện tại rất gần Còn đầu óc Nguyệt thì chẳng nghĩ được gì Thế bỗng nhiên đứng lùi ra Hơi ấm bao bọc xung quanh cô giúp thì biến mất thấy cô chưa hoàn hồn Anh cất tiếng trêu chọc Sao? Cô đang cảm thấy hụt hẫng à? Điên à? Làm gì có? Cô tức thì phản bác Gò má cũng hồng lên Thế cười một tay đút túi quần, anh đưa lưng vào tủ sách phía sau. Ánh đèn vàng ấm áp chiếu xuống người anh. Gương mặt vô cùng tuấn tú phi phạm Nguyễn lắc đầu Cô không thể để cho nhan sắc của anh làm lưu mờ tâm trí Còn người đàn ông nào đó đối diện Không hề có ý định đi ra khỏi đây Hơn nữa trên tay anh Đang cầm cuốn sách cô muốn Đấu tranh một hồi Cuối cùng nỗi tò mò trong lòng cô chiến thắng Này anh đưa cho tôi cuốn sách kia được không Ý cô là nó Anh giơ cuốn sách trong tay lắc lắc Đồng tử của cô chuyển động Theo cánh tay anh cô gật đầu Được thôi Tuy nhiên là Thành âm của anh bỗng nhiên có chút gian xảo Nguyệt nhạy cảm nhận ra có điều không ổn Cô nói cho tôi biết Chiều nay cô đi đâu Anh muốn hỏi từ lúc cô trở về Còn cả người đàn ông tên Kha kia nữa Vì một quyển sách mà phải nói ra Tất nhiên cô cảm thấy không được thoải mái Đã thế cô thấy anh giống như quản thúc mình Cô đâu phải thú cưng của anh đâu Anh không vội vàng lên tiếng thúc giục cô Mà bình thản đứng một bên chờ đợi Với nụ cười trên môi người thực sự muốn đọc cuốn sách đấy nhưng người đàn ông trước mặt không có vẻ là đưa cho cô hình như trên mặt anh có dính gì đó đấy cô bước lại gần một tay bên dưới định nhân cơ hội lấy sách nhưng chút ký xảo này của cô sao qua nổi mắt anh cô vừa dướn người một cái anh bỗng nhiên lùi lại khi cô mắt đà thuận thế ngã vào lồng ngực anh lần nữa lần này anh không kiềm chế được bật cười lồng ngực run run làm cho cô đỏ mặt ngước nhìn Đôi mắt anh khi cười cong cong như vầng trăng khuyết Nụ cười tỏa sáng làm cho cô ngây ngẩn Anh ôm eo cô từ lúc nào Đầu cúi xuống thu hẹp khoảng cách giữa hai người Trên mặt tôi còn dính gì không? Không, không có Cô lúng túng lùi lại Kế hoạch lấy cuốn sách bị đổ bể Cuối cùng Nguyệt phải đem chuyện tới bệnh viện kể cho anh nghe Tất nhiên cô tự động lược bỏ chuyện gặp Minh và bảo Tôi đến bệnh viện thăm ông ngoại thôi Anh đưa cho tôi cuốn sách đi mà Thế nhìn cô đánh giá lời cô nói Nguyệt không sợ hãi nhìn thẳng mắt anh Mấy giây sau anh cất tiếng Được rồi Nhưng sau này cô đi đâu phải nói cho tôi biết Cô đồng ý ử một tiếng Trong lòng thì lại có suy nghĩ khác Cô ngồi xuống sofa hứng thú xem sách Thế cũng không có ý định trở về phòng mình Anh châm điếu thuốc lên môi Là khó nhẹ nhàng phả ra tứ phía Người không hề chú ý Mọi sự chú ý của cô đổ dồn cuốn sách này Không biết tại sao Thế có cuốn sách nhưng trong quyển này ghi chú đầy đủ những phương thuốc bị thất truyền mà không phải ai cũng biết cũng có thể nói đây là cuốn sách quý rất có ích đối với cô thấy ngắm sáng vẻ cô đọc sách cũng không tệ một khi mà người chuyên tâm vấn đề nào đó sách đánh trên đầu cô mặc kệ trước đây bà dung cấm không cho cô đọc sách cô toàn đọc lén còn suốt ngày quần quật làm việc cuối cùng bị gả và tiêu ra khi ấy cô hoảng sợ lắm Từng muốn bỏ trốn nhưng nghĩ lại ở với thế còn hơn ở với bà Dung Mặc dù bình thường anh tính ký thất thường Nổi giận vô cớ Nhưng cũng có lúc dịu dàng ra tay cứu giúp cô Thế hút hết điếu thuốc này trong tay rồi Thế mà Nguyệt chỉ chăm chú đọc sách Không hề để ý đến anh Bỗng trong lòng cảm thấy không cam tâm Suy nghĩ phút chốc biến thành hành động nhảy mắt giật lấy quần sách trong tay cô quăng xuống ghế Sau đó bế bổng cô lên đạp về cửa phòng mình Này anh làm cái trò gì thế hả à? Cô chưa hiểu chuyện gì thì bị anh ném xuống giường Đi ngủ thôi Mặc kệ cô phản kháng Anh nhanh nhẹn nằm lên giường ôm chặt lấy cô Người thấy hơi thở anh phả vào gái mình Tức thì nhịp tim đập nhanh dần Tôi muốn ngủ phòng khác cơ Cô đẩy cánh tay đặt đợi eo mình Anh ngược lại ôm chặt cô Thành âm trầm trầm vang lên Ngoan đi tôi mệt lắm rồi đấy Người cựa không được Tim đập như trống rồn Cảm giác lúc này hai người bọn họ như đôi tình nhân Như cặp vợ chồng thực sự Cô cảm thấy không quen Muốn thoát khỏi anh Nhưng mỗi lần động đậy Anh ôm chặt cô hơn Như khảm cả cơ thể cô vào trong ngực Hơi thở anh vang lên đều đều Sau gái cô nhồn nhột, nhột. Nguyệt nghĩ anh chỉ coi mình như liều thuốc Giúp anh ngủ ngon hơn Giữa hai người thân mật như vậy Nhưng vốn dĩ chẳng có chút tình cảm nào cả Từ nhỏ đến lớn Đây là vòng tay đầu tiên đem lại cho cô cảm giác ấm áp Đáng tiếc anh và cô Chỉ là vợ chồng trên danh nghĩa Một mặt người muốn giữ khoảng cách với anh Mặt khác thầm rung động bởi những hành động anh đem tới Mỗi khoảnh khắc cô đều đấu tranh Cô thầm tự nhủ Cuộc hôn nhân chỉ là hợp đồng Kết thúc hợp đồng Thì cũng là lúc kết thúc mối quan hệ hai người bọn họ Ánh trăng bên ngoài tròn vành vạnh Vậy mà sao cuộc sống của cô không được tròn đầy như thế Nguyện ước gì mình có cuộc sống bình thường hạnh phúc Được sống bên gia đình Cô chỉ cần như vậy thôi Nhưng điều đó khó khăn như thế à Người khẽ khàng xoay đầu nhìn anh anh có ngũ quan tuấn tú đẹp đẽ Lông mày lưỡi mắt, sống mũi cao Đôi môi mỏng từng hôn cô không biết bao lần Người ta ví đàn ông có đôi môi mỏng thường bạc tình Hơn nữa tại sao anh che giấu gương mặt này Dựa vào ra thế vẻ đẹp này Anh có thể lấy một người môn đăng hộ đối Tại sao lấy một người như cô Càng suy nghĩ Bất tri bất giác cô đưa tay vô thức chạm vào làn môi anh Cô tưởng anh đã ngủ say Nhưng bỗng nhiên cổ tay cô nắm chặt Thế không mở mắt mà lên tiếng Tôi cố gắng chịu đựng rồi Để em thách thức tôi đấy Vừa dứt lời đôi môi cô bị anh ngậm chặt Anh xoay người đè cô xuống giường Bề ngoài anh trăng thẹn thùng Nấp sau làn mây Bảo Bảo ngủ một mạch Đến mấy tiếng đồng hồ mới tỉnh lại Cậu ngỡ khi mở mắt sẽ thấy mẹ Nào ngờ là khuôn mặt của mình Bảo đả mắt nhìn quanh Phát hiện đây là phòng mình chứ đâu phải bệnh viện Khỏe mắt cậu rưng rưng rụ hòa khóc Bảo có có khóc đây à Có có biết ba giận lắm không Mình cao giọng mắng con Có muốn mẹ cơ Bình thường anh nổi giận Cậu đều sợ nín khóc Nhưng lần này bảo cả khóc to hơn Ba tìm mẹ cho con Có muốn gặp mẹ Thấy con khóc Anh ta là người đau hơn tất thảy Nhưng sự thực hạ đã đi rồi Bảo khóc đến mấy cũng không trở về được Bảo con đừng khóc nữa Ba đã nói mẹ không trở về được nữa Anh vừa lên tiếng an ủi con Nhưng trong lòng cũng đau hơn dao cứa Cậu vùng khỏi tay mình Bà nói dối Hôm nay con gặp mẹ mà Con nói cái gì Hôm nay con gặp mẹ ở bệnh viện Con được mẹ bế Mẹ hứa về cùng với con và ba Sao mẹ lại thất hứa Bảo khóc nhìn rất đáng thương Mình lần nữa ôm con trai trong lòng Anh đang bị chấn động bởi lời nói của cu cậu Trẻ con không biết nói dối Nhưng người phụ nữ đó là ai Bảo à kể đầu đuôi cho ba nghe được không Mình vỗ về lưng con dịu dàng nói Cậu đem chuyện hôm nay gặp Nguyệt kể cho anh ta nghe, mình còn bảo cậu miêu tả bề ngoài của cô xem thế nào. Bảo lập tức nói: "Mẹ đẹp lắm, giống như khi ở bên cạnh bảo bảo và ba, nhưng mẹ nói mẹ không nhớ con, không phải mẹ của con. Ba ơi, có phải mẹ bỏ chúng ta, không cần con và ba nữa không?" Đối diện đôi mắt long lanh ánh lệ của con, mình chỉ đành đau xót lựa chọn nói dối: "Không phải đâu con à. Vậy sao mẹ không chịu về với con? Mẹ hứa với con rồi cơ mà." Nước mắt Bảo rơi xuống, cậu hòa à khóc trong lòng mình. Nghe cậu kể lại, anh nhớ tới người con gái vô tình gặp sáng nay. Cô ấy cũng giống với Hạ, phải chăng người mà Bảo gặp là cô? Bảo à, đừng khóc nữa con, để ba đi tìm mẹ cho con. Thôi không ạ, à? thật mà, nhưng hứa không được khóc nữa. Bảo nín khóc ngay lập tức, hai mắt đổ mũi đỏ lên. Mình xót xa lau nước mắt cho con. Sau cái chết của Hạ, Bảo là điều tốt đẹp quý giá cuối cùng anh chân quý. Nếu thực sự cô gái đó giống hạ Anh tìm mọi cách để cô bên cạnh bảo Cả buổi tối bị thế dày vò Gần sáng Nguyệt mới chậm chờn đi ngủ Anh cũng thế Cả hai người ngủ say Bên dưới ngôi biệt thự có chiếc ô tô chậm rãi tiến vào Quả ra thế có người tới tắt tả ra đón Không ngờ người đến là lão thái thái Dạ lão phu nhân Ngô quản gia ngạc nhiên cúi đầu Thế đâu rồi Dạ thiếu gia còn ngủ ạ Thế à bà một mạch đi lên lầu quản gia chưa kịp ngăn cản bà hé cửa phòng của anh nhìn trộm nhìn từ phía sau bà thấy tấm lưng rộng của thế nhưng khi định mở cửa đi vào ngô quản gia kịp thời ngăn lại dạ la phu nhân thiếu gia cùng thiếu phu nhân đang ngủ không tiện ạ à? nhắc tới nguyệt bà hào hứng hẳn lên thế thế nó ngủ với nguyệt à dạ vâng ừ vậy ta không làm phiền nữa bà mang tâm trạng vui vẻ đi xuống lầu ngô quản gia thở vào đi xuống cùng Ông sai người dâng trà Bà mỉm cười nhấp bùng ngụm cho thấm giọng Này ngô quản gia Ông thấy thế nó đối xử với Nguyệt thế nào Dạ rất tốt ạ à. Lý do bà hỏi vậy Bởi bà thực sự thích Nguyệt Bà cảm giác ở cô gái này có phẩm chất tốt Nếu tình cảm của thế và cô tốt đẹp Mau mau có cháu nội để bà bồng Tương lai cả gia đình hạnh phúc hòa thuận Bà chỉ có một mong ước nhỏ bé như thế thôi Nhất là khi cuộc hôn nhân của Minh bị tan vỡ Mọi hy vọng của bà giờ đây dành trọn cho thế Hy vọng anh và Nguyệt hạnh phúc Bà bình thản thưởng trà Còn quản gia nơm nớp đứng bên cạnh Lúc này ở trên phòng ngủ Thế tỉnh dậy Nói chính xác anh ngủ không sâu Bắt đầu từ lúc nghe âm thanh giữa ngô quản gia Và lão thái thái anh đã tỉnh rồi Thế nhấc tay của Nguyệt khỏi eo mình Tối hôm qua Đổ từ anh ôm cô sang cô ôm chặt lấy anh Hai chân quắp chặt vào anh Mà anh nhẫn nhịn được đấy nếu không chắc chắn đè cô xuống hung hăng trừng phạt Nguyệt vì quá mệt Nên khi anh xuống giường và nhà vệ sinh Cô vẫn ôm gối ngủ say Vệ sinh xong xuôi Hòa trang gương mặt của mình thành một kẻ xấu xí Bây giờ bên ngoài cô khẽ cựa người Hai hàng lông mi dài như cánh bướm chớp nhẹ Mơ mơ màng màng mở mắt Mất một phút Ý thức của cô mới khôi phục lại được Trong đầu tái hiện cảnh tượng hôm qua Bị anh ăn sạch sẽ thế nào Ngó sang bên anh đã không còn Cô thở phào rồi mắng mình May không phải đụng mặt anh Nếu không chả biết nói cái gì nữa Tiếng mở cửa từ nhà tắm vọng ra Nguyệt cứng đơ cả người Kéo chăn che chắn kín đầu Thế liếc qua cô khóe môi khẽ nhếch. Anh biết cô tỉnh nhưng cũng không vạch trần Anh đi tới tủ đồ Lấy chiếc áo sơ mi và quần âu mặc vào Nguyệt nghe tiếng ruột soạt Một lúc sau thanh âm trầm trầm vang lên Bà bố dậy đi Bà nội dưới nhà chờ chúng ta đấy Hai chữ bảo bối làm cho cô suýt chút nữa giật mình bật dậy Thế biết cô tỉnh giữ Nếu em không dậy tôi lôi em dậy đấy Anh cất tiếng lần nữa Thanh âm hàm chứa ham dọa Làm cho cô ló đầu ra khỏi chăn Anh đi tới không kiêng nể đặt lên trán cô nụ hôn Cô ngẩn ngơ cứng đơ cả người Chứng kiến hai người bọn họ ngọt ngào Bà nội cảm thấy vui vẻ Bà không nhìn trộm mà nhẹ nhàng đi xuống lầu Nguyệt bị anh dọa sợ Mụi vơ lấy quần áo trên sàn Rồi che người ba chân bốn cẳng chạy thẳng vào phòng tắm Nhìn chính mình trong gương Có má phím hồng như đóa hoa đào nở rộ Trên làn da trắng nõn In dấu dấu hôn đỏ Nguyệt lắc đầu Cô mở nước tắm kỳ cọ Vậy mà dấu hôn không hết nổi Đã thấy bên ngoài bây giờ thế còn gõ cửa Bảo bối ơi em quên mang quần áo Tôi để bên ngoài cho em nhé Ai gọi cô là bảo bố lần nữa Nguyệt nổi hết cả da gà Tám đáp xong hé mắt nhìn qua Thấy không qua mới vội vã lấy đồ mặc vào Không biết cố tình hay vô ý Thế chọn cho cô bộ váy trễ vai Hoàn toàn khoe triệt để bờ vai thon gọn mảnh mai Cũng như phô bày hết Đi dấu vết ân ái của hai người Cô bước ra chạy một mạch tới tủ đồ hòng lấy bộ khác Ai ngờ chưa tới nơi bị cánh tay kéo lại Anh vòng tay qua eo cô ôm chặt Lưng cô áp vào ngực anh Anh cúi sát đầu vào vành tay cô Mặc vậy đi em đẹp lắm Cô cảm giác gò má mình nóng Đến nỗi dán chín được trứng Cô lách người khỏi cánh tay anh Rồi đi một mạch ra ngoài cửa Bà nội ngồi giữa phòng khách Vừa vặn nhìn lên Nguyệt đa Cô đi xuống lầu mỉm cười chào Ra bà nội Bà nắm tay cô Cùng cô ngồi xuống khế sofa Thế bây giờ ngồi xa lăn đi xuống Bà cười hiền vỗ vỗ lên tay cô Nhìn hai đứa sống vui vẻ thế này Bà thấy vui quá Nguyệt cháu biết không Thế trước giờ chưa từng đối xử với ai chu đáo vậy đâu Thoạt nhìn thằng bé Có thể là người lạnh lùng Nhưng thực chất bên trong ấm áp Quan tâm tới người khác Nguyệt à Bà mong cho đối xử với thế thực lòng Hai đứa hãy yêu thương nhau Chỉ cần như thế bà cũng cảm thấy vui rồi Khoái mắt Nguyệt đỏ hoe Cô cảm nhận sự quan tâm Mà bà dành cho cô và thế Nhưng giữa hai người bọn họ Không phải là cuộc hôn nhân bình thường Như bao cặp đôi khác đó là cuộc hôn nhân dựa trên hợp đồng mà thôi. Nguyệt đâu gì, bà không dành cho cô sự quan tâm thế này, cô cảm thấy bớt tội lỗi. nhưng bà làm cô ngược lại. cô sợ sau này khi cô vật thế đường ai nấy đi, bà rất buồn. thể quan sát biểu cảm cô nãy giờ, anh đoán cô đang xúc động. bà nội à, bà yên tâm, cháu với Nguyệt sống với nhau hạnh phúc, còn là hạnh phúc viên mãn mãi mãi, sinh được nhiều cháu cho bà bồng. bà nghe xong vui lắm, còn Nguyệt im lặng gượng cười. Cô nghĩ anh chỉ đang nói thế làm hài lòng lão thái thái Hai người tôi một câu anh một câu rất vui Trò chuyện một lúc bà mới vào chuyện chính Hai đứa này Lần trước chúng ta đến thăm Tông Gia Xảy ra một số chuyện hiểu lầm Hôm nay bên Tông Gia hẹn chúng ta sang ăn bữa cơm Có như xin lỗi Cũng như là chúc mừng Nguyệt đã làm dâu nhà họ tiêu Thế mỉm cười không phản đối Tất cả nghe theo bà Bà gật đầu nhìn Nguyệt Thế còn con cảm thấy thế nào Dạ con nghe theo bà ạ Ừ, để ta ra xe trước Các con cứ chuẩn bị đi Bà nói rồi bước ra ngoài cửa Nụ cười trên môi Nguyệt theo đó tắt lịm Thế nhanh môi cười, em không thích à? Cô không đáp Đâu chỉ không thích, cô rất hận những con người đó Chả biết lần này bọn họ có ý định gì đây Anh bình thản cất lời Em yên tâm Đã là vợ của tiêu thế này, ai dám bắt nạt Tôi sẽ trả lại bọn chúng gấp bội Này, Nếu là người khác nghe anh nói Họ có thể cảm động nhưng giờ hai chúng ta đâu phải vợ chồng thực sự. Bà cũng không có đây, anh đâu cần phải diễn chứ." Cô nhìn anh hững hờ đáp. Sự quan tâm của anh đi cô dội thẳng gáo nước lạnh. Lồng mày anh tức thì cau chặt đầy khó chịu. Đang định lên tiếng cô đã đi mất tiêu rồi. "Tôi ra xe với bà trước nhá. Quả ra không cố định nghe lén, nhưng nghe thấy toàn bộ. Nhất là khi bầu không khí xung quanh anh trở nên lạnh như băng. Người lấy xe trước, bỏ mặc anh phía sau bà thấy có một mình cô lên xe thì hỏi ơ sao cháu lên xe một mình thế đâu rồi anh ấy bảo cháu lên với bà trước ạ người vừa dứt lời anh lúc này xuất hiện cứ tưởng anh tỏ thái độ khó chịu như không trước mặt bà anh tỏ ra bình thường thậm chí nhìn cô đầy chiều mến bà trên xe không ngừng hỏi han thế đối xử với cô thế nào cô liếc qua anh bác gặp đúng lúc anh nhìn mình cô lảng tranh ánh mắt rồi nhìn bà trả lời anh ấy đối xử với cháu rất tốt ạ Hai mắt bà hít thành một đường Bà vô vỗ mu bàn tay cô Thế thì tốt rồi người đà Mong con ở bên cạnh chăm sóc nó như thế Con hứa đi Ánh mắt bà sáng quắc như cô đầy mong chờ Nguyệt toát cả mồ hôi hột Dạ vâng ạ Thế mừng trong lòng lắm Vô tình kìm không được cong môi cười Nào ngờ bị bà bắt gặp Cháu cười cái gì thế Thế cũng không hề giấu diếm Không có gì Chỉ là cháu cảm thấy vui thôi ạ Bà dường như cảm nhận hàm ý của anh còn Nguyệt coi như không biết. Xe ô tô lao đi vun vút trên đường, mang theo tâm trạng của mỗi người khác nhau. Trước khi tới Lâm Gia, bà muốn vào trung tâm thương mại mua một số món quà mang tới. Người cảm thấy bà đối xử với bọn họ quá tốt, cô sợ sau này mình làm bà thất vọng khi bà biết chuyện hợp đồng hôn nhân giữa cô và thế. Sao thế? Đang suy nghĩ cái gì đấy à? Anh nhìn cô vẻ mặt trầm ngâm. Không có gì ạ. À? Nguyệt lắc đầu không muốn nói chuyện với anh mà chạy tới bên bà chọn đồ. Nhìn bóng dáng cô, anh tự đặt câu hỏi trong lòng, hành động ban nãy có phải cố tình né tránh anh không? Bà cùng với Nguyệt chọn đồ xong, thế là người thanh toán. Từ lúc bước vào trung tâm thương mại, anh thu hút rất nhiều người, đa số đều là sợ hãi khinh bỉ. Lúc anh đưa thẻ cho nhân viên thu ngân, cô nhìn anh như vậy. Bất ngờ từ xa có đứa trẻ con chạy tới, thằng bé chạy nhanh cho nên không may va vào xe lăn của anh nên vấp ngã lúc thế định đưa tay đỡ lấy nó thằng bé thấy khuôn mặt anh sợ quá khóc ré lên nghe tiếng khóc con trai một người phụ nữ nhanh chóng xuất hiện bảo vệ con mình bà không cần biết ai đúng ai sai đã lớn tiếng quát tháo trung tâm thương mại lớn thế từ bao giờ trở thành nơi của mấy người khuyết tật thế này con tôi có mệnh hệ gì các người chịu trách nhiệm được không người phụ nữ chỉ thẳng mặt thế một kẻ xấu xí khuyết tật như cậu Ở một xó xỉnh nào đó đi Sao lại ra ngoài làm gì Giọng nói bà ta rất lớn Đủ thu hút tất cả mọi người xung quanh Nguyệt nhị không nổi Cô lao lên đứng chắn trước mặt thế Này chính con bà ba phải anh ấy đấy Còn nữa có luật nào cấm người khuyết tật không được ra đường à Những lời nói của bà tôi có thể kiện vì tội phỉ báng đấy Bà ta trợn tròn mắt Không tin nổi là khẩu khí của Nguyệt lớn vậy Bà chỉ thẳng ngón tay vào chán cô Có nhỏ láo xược mày biết tao là ai không mẹ nói sắc sược như thế kiện á tao thách mày đừng nghĩ xen vào chuyện người khác là tốt mày nghĩ mày đủ tư cách à thế nhìn bà ta lạnh lùng cất tiếng Bởi bà nghĩ bà đủ tư cách đứng đây sỉ nhục cô ấy à ánh mắt đó khiến bà không nói được lời nào sống lưng bất giác lạnh toát thế nhếch môi lời nói ngắn gọn mà đầy đủ ý tôi không biết bà là ai nhưng tôi biết tôi là ai giật lời anh lấy trong túi gọi cho quản lý cấp cao của trung tâm thương mại chưa đầy 3 phút ông có mặt trần lệ nhìn quản lý cúi đầu chào thế còn gọi anh là tiêu tổng bà thầm giật mình chẳng nhẽ là tiêu tổng giám đốc tập đoàn tiêu thị còn nữa giám đốc tiêu thị không phải minh à sao bỗng nhiên thành người đàn ông khuyết tật ngồi xa lăn bà ta vừa nghi ngờ vừa sợ hãi so với tiêu thị bà ta chỉ như con tép thế lạnh lùng nói Lưu Đàm, người phụ nữ này là ai? Mau tống bà ta ra khỏi đây. Người quản lý tên Lưu Đàm khoảng 50 tuổi, nhìn bộ dạng cung kính lễ phép với anh. Ông vừa nhìn Trần Lệ, nhận ra bà có thân phận thế nào. Lần trước xảy ra một vụ cãi vã với nhân viên, bà ta bị vu là ăn trộm, camera cũng quay được, nhưng bà nhất quyết cãi tới cùng. Lưu Đàm lúc đấy bỏ qua không truy cứu, ai ngờ hôm nay to gan lớn mật động cả và tiêu thế. Trần Lệ biết mình không dây được với anh, Bà ta lật mặt quay ngoặt 180 độ à, Xin lỗi tiêu tổng Tôi đúng là có mắt không thấy thái sơn Xin tiêu tổng tha cho tôi Đảm bảo lần sau không có chuyện thế nữa Lần sau Thế nhách môi hử lại Có có lần sau à Không 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 có Tôi đối không có Bà lắc đầu lia lịa Sống lưng đổ mồ hôi càng nhiều Nhưng thế tất nhiên không bỏ qua cho bà ta dễ dàng Anh nói với Lưu Đàm Nếu bà ta muốn được chú ý nổi tiếng Câu khai đoạn clip lần trước lên mạng để xem trần tổng sau khi xem được đoạn clip đó suy nghĩ thế nào bà lệ giật bắn mình nếu chồng bà biết được chuyện này nhất định ông đánh bà tới mức thừa sống thiếu chết tôi tôi xin lỗi tiêu tổng xin anh đừng tung đoạn clip đó lên anh muốn tôi làm gì tôi cũng làm bà quỷ xuống níu lấy gấu của anh khóc lóc và xin thế không mảy may thương cảm anh liếc mắt ra hiệu cho lưu đàm ông lập tức kéo bà lệ sang một bên bệnh sạch sẽ của anh ai cũng biết Bà Lệ không những sỉ nhục anh Còn chạm vào anh Lần này bà hoàn toàn tới số rồi Bà sợ hãi lắc đầu nguội nguội Liên tục van xin Còn chuyển sang điều lấy váy của Nguyệt Tôi tôi xin lỗi mà tôi xin lỗi Cô nói với tiêu tổng tha cho tôi Tôi biết lỗi rồi Nếu chồng của tôi biết được Anh ta nhất định đánh chết tôi mất Nguyệt không tin nổi Một người có thể thay đổi nhanh thế Lúc trước ngang tàng hống hách Nay quỳ xuống khóc lóc van xin đúng là sức mạnh quyền lực tiền bạc có thể khiến một người thảm bại cỡ nào thế lết sang cô anh tưởng cô mềm lòng nhưng không cô dùng sức hắt mạnh bà ta sang bên cạnh bà ngã xuống đất còn thằng bé thấy mẹ mình như thế cũng oả lên khóc nếu như xin lỗi có thể giải quyết mọi chuyện thì không có luật lệ làm gì hơn nữa bà xỉ nhục chồng tôi như thế chắc chắn tôi không bỏ qua lời nói đanh thép của nguyệt như bản tuyên án dành cho bà ta trần lệ ôm chặt con nguyệt quay sang nói với thế anh cứ tung đoạn clip đó lên đi anh nở nụ cười nói tôn lệnh bà xã anh lệnh cho lưu đàm lôi bà ta khỏi trung tâm thương mại còn đứa bé không biết gì nên không có tội người cụ không truy cứu cô cảm thấy có người mẹ như thế tương lai sau này của đứa bé thế nào đây bà lệ vừa khóc vừa bị lôi ra ngoài đám đông xung quanh thấy cũng không có gì xem nữa nhanh chóng tản ra rồi rời đi lão thái thái được quan sát nãy giờ nụ cười nở trên môi Bà cảm thấy hài lòng với thái độ của Nguyệt Không nghi ngờ gì nữa Nguyệt có tình cảm với thế Nguyệt quay đầu vô tình bác gặp ánh mắt của bà Gai ốc sờn hết cả lên Cô quay sang thế Anh nhìn cô ánh mắt tràn ngập yêu thương Nguyệt nở nụ cười gượng gạo Thứ chết Bà nãy bà lại mắng anh Cô nhị không được phản ứng như thế Chắc chắn bà nội hiểu lầm cô thích anh mất rồi Lúc lấy xe Bà cố tình để cho cô và anh ngồi ghế sau còn bà ngồi ghế phủ Thế thả nhiên vòng tay qua eo cô ôm chặt Tất nhiên hành động đó không thoát nổi ánh mắt của lão thái thái Người không quen định thoát ra Anh bèn gái mặt hõm vai cô Bà đang nhìn đấy Em không định để bà biết à Cô vô thức rụt vai bàn tay mềm mại đỏ ửng cả lên Người cắn môi không đáp Thôi thì chịu đựng một chút vậy Anh mỉm cười đầy hài lòng Cánh tay ôm cô càng chặt Hai cơ thể áp sát vào nhau Trái tim Nguyệt bỗng chốc đập rộn ràng Quãng đường còn lại Anh không rời cô nửa bước Nguyệt nhìn ra ngoài cửa sổ không chú ý tới anh Ngược lại Anh đặt toàn bộ sự chú ý lên cô Thế gái mặt lên gái cô Gãy đặt lên đó đủ hôn phớt nhẹ Người khẽ run nhất quyết không phản ứng lại Anh thấy thế càng trêu cô nhiều hơn Bàn tay đặt eo khe khẽ xoa nhẹ vòng eo nhỏ nhắn Nhìn hai người cực kỳ thân mật không chút khoảng cách Nguyệt chỉ thầm mong xe mau mau đến lâm ra để cô thoát khỏi móng vuốt sói của người đàn ông này cuối cùng xe chịu dừng lại trước khi chút lý trí còn sót lại của cô bay đi mỗi khi gần anh cơ thể cô phản ứng rất kỳ lạ ban đầu cô chỉ nghĩ do anh động chạm thân mật nhưng không trái tim run lên theo từng hành động ấy xe vừa dừng nguyệt mở cửa rồi nhảy xuống cơn gió mùa thu khẽ thổi qua khiến gò má cô bớt hồng hào đồng thời tâm trạng cũng ổn định hơn thế nhìn cô không đáp có một sự thật anh thừa nhận mỗi ngày trôi qua anh càng cảm thấy hứng thú với cô sự hứng thú khó che giấu dâng lên trong đôi mắt đen sắc bén của anh nguy hiểm tàn ra như một gã thợ săn nhìn con mồi anh xác định nguyệt chính là chú thỏ mà anh cảm thấy rất thích Nhưng là khi cô càng từ chối anh thế càng trào dâng ham muốn mạnh mẽ như một ngụm rượu trôi xuống bụng nóng cháy bỏng rát thiếu đốt từng tế bào cơ thể anh nó nói với anh rằng Anh nhất định chiếm chọn được người phụ nữ này Bản hợp đồng hay thứ gì đó không còn quan trọng Một khi anh đã xác định Những thứ đó cũng chẳng là gì Sống lương nguyệt bỗng té lạnh quá Khi tiết trời mùa thu mát mẻ Thế bây giờ đẩy xe lan tới gần cô Kéo mạnh cổ tay cô Nguyệt loạn trọng Chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra Cả người ngồi trên đùi anh Cờ bắp mạnh mẽ nóng rực Ẩn chứa sức mạnh khỏe khoắn dưới lớp chăn mỏng Nguyệt khó xử trước ánh mắt của người xung quanh Toàn đứng lên nhanh ghi chặt eo cô Đồng thời lên tiếng Ngoan ngoãn ngồi im đi Không phải gót chân em đang sưng lên à Cô sững sờ Anh cũng biết chuyện này ư Vì để nhìn thanh lịch cô đi giày cao gót Nhưng không quen Và gót giày quá cứng Nên cạ vào gót chân của Nguyệt làm cô đau Ông ngờ đến chi tiết nhỏ này Anh cũng nhìn ra Cô bối rối Nhưng ở đây nhiều người như vậy Anh thả tôi xuống đi Không vấn đề gì anh không bận tâm cái nhìn mọi người Một tay ôm eo cô Một tay ấn nút xa lăn đi vào trong nhà Ông Xuyên và bà Hà cùng với Thúy đứng đợi sẵn ngoài cửa Thế chỉ lịch sự chào ông Xuyên Chứ chẳng buồn liếc mắt tới bà Hà và Thúy Về mặt Thúy cực kỳ khó coi Khi thấy cô và Thế thân mật như vậy Bà Hà không muốn con gái bị láp vế Bà bỗng chốc ghé tay cô thì thầm Bà nội đi phía sau Giữ thái độ hòa nhã với mọi người Trước mặt bà Cho dù Thúy và bà Hà khó chịu đến mấy Vẫn phải tươi cười Nguyệt cùng anh vào trong nhà rồi Nhưng thế không có bề gì muốn thả cô xuống Cô khẽ cựa nói nhỏ với anh Này thả tôi ra đi chứ Anh gáy mặt sát cô Hơi thở mát quyến rũ Sao tôi không nghe rõ em nói gì Hành động của bọn họ lọt vào mắt của Thúy Khi cô ta cảm thấy đố kỵ liên tục nghiến răng ken két Nguyệt đỏ mặt ngỡ ngùng quay đi Thế nhếch môi đầy gian xảo Đôi môi như có như không lướt qua gò má hồng hào của cô Mới nãy em muốn nói gì cơ Cô cảm thấy anh trêu mình Đang định lên tiếng Bỗng có giọng trẻ con non nớt vang lên Bà cố Bảo Lão thái thái mừng rỡ đớ lấy cậu bé cư đựng trên tay Mình phóng khoáng xuất hiện ngay sau đó Tuy nhiên sự xuất hiện bất ngờ của hai người Dọa cho Nguyệt thất kinh hồn phách Đang định đẩy anh ra Cô biến thành chúi đầu và ngược anh trốn tránh mình lên tiếng chào mọi người Rồi liếc qua chỗ thế Anh chỉ gật đầu qua loa với thế vẻ mặt hờ hững Còn lại sự chú ý đổ dồn vào người Nguyệt Đây là Mình chỉ vào Nguyệt Bà nội bèn cắt lời Đó là Nguyệt vợ của thế Hình như đây lần đầu hai đứa gặp mặt nhở Nguyệt ơi đứng dậy đi Chào Minh một tiếng đi chứ Nguyệt khóc không ra nước mắt Da gà da vịt nổi hết cả lên Ôi trời đất ơi phải làm thế nào Tại sao gặp mặt trong hoàn cảnh này ngay tại Lâm ra thì cô giải thích thế nào được? Bà nội vừa dứt lời, Nguyệt cũng không có phản ứng, cô chỉ cúi đầu vào vòng ngực anh. Thế lúc này lãnh đạm nói: Bà nội ơi, bạn nãy cô ấy nó bị chóng mặt, có lẽ cháu giới thiệu cô ấy với anh hai sau, cháu xin phép đưa cô ấy ra ngoài vừa một chút. Bà à một tiếng cũng không ngăn cản, thế lướt qua mình, cùng với Nguyệt đi ra bên ngoài. Ra khu ngoài vườn cách bên trong quãng xa, thế lúc này lên tiếng: Nguyệt, em không cần trốn nữa cô lui ra khỏi ngực anh ngừng mặt nhìn anh sao mặt anh bình thường không có dấu hiệu tức giận đó là vì anh đang chờ cô giải thích không giống mọi lần thái độ anh lần này bình thản nhưng chính vì thế làm cho cô lo lắng thả anh cứ giận dữ với cô cô cảm thấy ổn hơn những cái lúc im lặng bình tĩnh thế này là lúc trông anh đáng sợ nhất cô nuốt nước bọt rồi dè dặt nói thực ra thực ra khi chỉ có hai người tôi muốn em gọi tôi là ông xã Miệng cô cứng đờ Mãi một lúc run run gọi ông xã Ừ ngoan lắm Anh xoa đầu cô như con mèo con vậy Thực ra tôi có chuyện muốn nói Anh nhớn mày như chờ cô mở lời Nguyệt thi sâu một hơi rồi bảo tiếp Chuyện lúc nãy không phải tôi cố tình đâu Anh đừng hiểu lầm nhé Hiểu lầm gì cơ Thì chuyện tôi trốn vào ngực anh ấy Anh nhìn cô chăm chú tới nỗi mọi suy nghĩ trong lòng cô như bị anh bóc tách Thực sự Nguyệt không nghĩ mình gặp nhất minh tại tiêu gia nếu không vướng mắc bảo Thì có lẽ cô chẳng bao giờ muốn gặp lại anh ta Em nói tiếp đi Cô nghĩ cuối cùng vẫn phải đối mặt Họ lại nghe một nhà Cô không muốn anh hiểu lầm giữa mình và Minh có quan hệ Thế nên đem mọi chuyện nói ra hết Tôi hôm qua vô tình đụng với anh Minh Anh ta lầm tôi với người tên là Lưu Hạ Khi tôi đến bệnh viện thăm ông ngoại Thì gặp Bảo đi lạc Thằng bé nhận lầm tôi là mẹ nó Chuyện là thế đấy Nhưng tôi không muốn anh hiểu lầm Nên ban nãy tôi mới trốn anh ta Thế rất bình thản Vậy nên hôm qua em bị thương là do anh ta Không 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 Là tôi đuổi theo tên cướp Chả liên quan gì đến anh ta Vậy Trinh Kha là ai Kha Mà khoan Anh hỏi anh ấy làm gì Nguyệt kịp thời dừng lại Cô chỉ muốn nói chuyện với Minh Thế mà thế đột ngột chuyển sang Kha Muốn biết Chỉ cần búng tay một cái là xong Nhưng anh muốn chính miệng cô nói cơ Tôi muốn biết giữa em với tên Kha đó Có quan hệ gì với nhau Thành âm của anh bỗng chốc lạnh hẳn Cô đứng dậy khỏi đùi anh cách đó một khoảng Tôi với anh ấy chỉ là bạn bè thôi Có gì đâu Anh tin hay không thì tùy Mất cô trong lòng Tâm trạng anh khó chịu Nhất là thái độ lạnh nhạt xa cách với anh Mỗi khi nhắc đến cái tên họ trình kia Thế nhìn cô một lúc khóe môi cong cong Được thôi Anh muốn nghe cô giải thích Nhưng cô lựa chọn che giấu mối quan hệ giữa cô và Kha Vậy anh sẽ sử dụng cách của mình Anh không tin có bạn bè đơn thuần nào Mà lại ôm nhau Là người đàn ông thế hiểu rõ ánh mắt của Kha nhìn cô, đó là ánh mắt người đàn ông nhìn người con gái họ yêu. Nguyệt giải thích rõ ràng với anh, cái gì đối mặt thì cũng nên đối mặt. Cứ ở ngoài này mãi không phải cách đâu, mình vào trong đi. Dứt lời cô quay người bước đi, thế gọi giật lại, khoa đã. Em không có điều gì muốn hỏi tôi à? Không có. Cô đi thẳng, chuyện cô giống với Hạ, tốt nhất không nên đào sâu thêm, bởi vì cô xác định tương lai rời khỏi Tiêu gia thế trưng ra ánh mắt phức tạp anh ấn nút ra lăn đi theo cô nguyệt bình thản hai người cùng vào thì mọi người vừa ngồi xuống bàn ăn bảo ngồi trong lòng lão thái thái chơi đồ chơi còn minh vừa đi ra khỏi đó nghe điện thoại cô nghĩ mình chạm mặt anh sau đấy cuối cùng thì không nguyệt à cháu đỡ chưa đấy bà thấy cô bước vào đã hỏi cháu không sao ạ cảm ơn bà thủy cất tiếng ám chỉ không biết có phải chóng mặt thật không trước đây chỉ ai giả vờ như thế lấy sự thương hại mà Ông xuyên quát Thúy Cô ta hậm hực ngậm miệng Ông ta mỉm cười quay sang giải thích với bà Xin lỗi bà nhé Thúy không hiểu chuyện Trẻ người non dạ Mong lão thái thái đừng chấp nhặt Không sao đâu Nguyệt coi như không nghe thấy gì Thở ngồi xuống đối diện với cô ta Bà Hà một bên phụ họa Đúng đấy Thúy tuy nói vậy Nhưng lòng dạ con bé không xấu Chị em trong nhà hay có chuyện mà Tôi về dạy bảo con bé thêm Mong là lão thái thái đừng để ý không sao không sao tôi có bận tâm đâu coi như tiếng mũi vo ve đi bà vừa dứt lời sắc mặt thúy trông rất khó coi nụ cười trên môi bà hà cũng vụt tắt nguyệt bật cười thúy tức lắm mà không làm gì được chỉ biết siết chặt cây đũa trong tay bấy giờ thư ký của minh chạy vào thông báo dạ lão Thái thái thiếu gia có chuyện gấp nên phải đi ngay bây giờ có lẽ không ăn cơm được với mọi người thiếu gia gửi lời xin lỗi ạ bà nội có chút buồn nhưng cô không trách móc được không sao đâu nếu minh nó có việc thì cứ về trước để bảo bảo cho ta chăm sóc đằng nào thằng bé cũng đang ngủ rồi bà hướng tới ông xuyên cười nói xin lỗi lâm lão gia nhé minh có chuyện đột xuất không thể tham gia bữa ăn của chúng ta thôi thì hẹn lần khác bây giờ cùng nhau dùng bữa thôi nhỉ vâng 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 không vấn đề gì ông xuyên cười đáp nguyệt nghe thế thầm thở vào mày không chạm mặt anh ta ở đây cô đã giải thích với thế nhưng còn Thúy và bà Hà Hai người họ mà biết được Không biết sau lưng cô đơm đặt thế nào Thư ký trở về xe ô tô chưa đạt lời nói của lão Thái Thái Mình gật đầu bảo anh lái xe đi Được rồi Cứ để bảo bảo ở đó chơi với bà cố vài hôm Dạ vâng Bây giờ đến nhà hàng luôn chưa ạ Ừ Thư ký vừa khởi động xe Mình lại nói Mà khoan Chuyện gì vậy thiếu ra Đến Nghĩa Trang trước đi Anh không hỏi gì thêm lập tức quay xe hướng nghĩa trang bên ngoài đột nhiên đổ mưa lất vất táp vào ô cửa kính tạo thành từng chấm tròn nhỏ tại lâm gia bà năm diễn ra trong bầu không khí vui vẻ hài hòa ông xuyên liên tục hỏi về việc kinh doanh của tiêu thị Con rể nghe nói tiêu thị sắp triển khai hạng mục xây dựng khu đô thị kết hợp trung tâm thương mại dạ vâng ông xuyên xun xoe cười mấy dự án này lâm thị tham gia được không con thế buông đũa tao nhã cầm khăn lau miệng Động tác chậm rãi khiến châu Xuyên vô cùng suốt ruột Cũng được ạ à? Có điều đây là dự án lớn Một mình con không thể quyết định được Ngụ ý chính là từ chối Người khẽ cười Thế đúng là lợi hại thật đấy Âu Xuyên nghe xong quả nhiên thất vọng Tuy nhiên ông ta cũng không bỏ cuộc À không phải một mình con có thể quyết định được Nhưng một lời con nói ra Có ai dám phản đối đâu Đúng không lão phu nhân Bà không đáp Tại sao ông xuyên biết người nắm quyền điều hành của tiêu thị không phải minh mà là thế nhỉ? Nguyệt thì cũng không biết chuyện này. Cô liếc mắt nhìn anh trông chờ xem anh trả lời thế nào. Thế bình thản cười. Ba vợ, đây là dự án lớn, có phải xem lâm gia phù hợp hay không ạ? Còn chuyện trong gia đình, tốt nhất thì chỉ ở nên trong gia đình. Chuyện kinh doanh là chuyện kinh doanh, đúng không ạ? Sau câu nói này, sắc mặt ông xuyên tái mét. Có thể nói, Nguyệt rất muốn vỗ tay tán thưởng thế lão phu nhân xen vào chuyện chủ đề khác đúng đấy chuyện làm ăn thôi thì không bàn trên bàn ăn hà này hôm trước cô nói với ta là lâm nhất hôm nay về sao lại không thấy thằng bé thế ờ à, chuyện này bà hà hoảng hốt né tránh ánh mắt của ông xuyên thúy đột ngột đứng lên nói con ăn no rồi có xin phép ạ à? thúy ăn một chút sao no được chứ con cảm thấy hơi mệt ạ cô ta đi thẳng một mạch ra ngoài bà hà cười xin lỗi à, lão phu nhân À, lão gia tôi xin phép đi xem con bé thế nào lão phụ nhân gật đầu sau khi bà hà và thúy rời đi bầu không khí trên bàn ăn trầm mặc hẳn xuống như là ông xuyên ông không che giấu được sự khó chịu trên khuôn mặt đi được nửa đường cổ tay thúy đột nhiên bị kéo lại cô ta quay người bà hà giơ tay làm động tác im lặng rồi kéo cô ta vào một góc thái độ của con ban nãy là sao thế hả thúy con sao ạ à? cô ta khó chịu giật tay khỏi bà trước mặt lao phu nhân sao thái độ như thế hỗn hào như vậy là sao chẳng phải hôm qua mẹ dặn con rồi à mẹ đừng nghĩ con không biết suy nghĩ của ba mẹ con tuyệt đối không làm theo lời hai người bà hà biết cô ta cứng đầu nên dịu giọng khuyên nhủ thúy chuyện này chỉ có tốt cho con nghe lời mẹ đi con chẳng bao giờ chấp nhận lời anh ta người con yêu là anh bác cơ so với tiêu gia nhà họ mạc làm sao sánh được hơn nữa thằng bé đó đào hoa mẹ thấy chẳng phù hợp với con nhưng thúy không nghe lọt tai nửa câu bà ta tiếp tục thúy suy nghĩ kỹ đi con minh là con trai trưởng tiêu gia lại còn trung thủy vợ anh ta mất lâu như thế thế mà anh ta nhớ về vợ cũ thế bây giờ tuy rằng nắm quyền điều hành tiêu thị nhưng đó chỉ là khi minh ra nước ngoài hiện tại anh ta trở về lão phu nhân nhất định trao lại chức tổng giám đốc cho minh hơn nữa gà và tiêu gia con là chị dâu con nhỏ kia sau này đá nó ra khỏi đó Mọi tài sản tiêu ra sẽ thuộc về con Ba con cũng không thể không tôn trọng chúng ta Lâm nhất càng không thể gây sức ép cho con Dạ không đâu ạ Thúy bịt chặt hai tay Những lời của bà Hà giống như câu thần chú vang vẳng trong đầu cô ta Bà biết cô bị lung lay tiếp tục lay động Thúy à nghe mẹ Hai mẹ con chúng ta chịu ủy khuất đủ rồi Không phải con cam ghét con nhỏ Nguyệt đó à chỉ là thiếu chút nữa thôi, con đá bay con nhỏ đó đi được rồi, có cái thằng tàn phế kia, trung quy chẳng làm gì được. Mục đích của chúng ta chờ minh trở về mà. Lời nói của bà Hà cùng những ký ức liên tục tràn về quấy nhiễu tâm trí cô. Thúy hét lên một tiếng rồi chạy vụt đi. Cô chạy về phòng mình đóng sầm cửa lại. Bà Hà chạy theo, bà liên tục đập cửa nhưng Thúy kiên quyết không mở. Thúy, có suy nghĩ kỹ đi. Bà chỉ nói một câu rồi bỏ đi thúy không muốn trở thành con cờ thương mại cho ông xuyên và bà hà nhưng ai bảo số phận cô ta là vậy nếu cô ta là con trai ông xuyên đối xử với cô vậy không số phận cô cuối cùng chẳng khác nào nguyệt mà nhắc tới nguyệt lòng ghe ghét đố kỵ dâng lên dựa vào đâu bác lại thích nguyệt vì sự xuất hiện của nguyệt cô ta bị bác lạnh nhạt mấy hôm nay nếu biết trước sự trở về của nguyệt khiến anh ta thay đổi như vậy thúy đã ngăn cản không cho cô ta trở về luôn rồi cô ta đổ hết mọi tội lỗi lên đầu nguyệt cũng chỉ vì nguyệt mà tên văn kia mắng chửi cô ta thậm tệ thúy càng nghĩ càng cảm thấy tức hai bàn tay nắm chặt từ lỗi móng tay cắm sâu vào lòng bàn tay nhìn răng suy nghĩ cô ta lấy điện thoại gọi cho văn bữa ăn tưởng chừng thoải mái vui vẻ nhưng thực chất ai cũng có dụng ý của mình nguyệt cứ tưởng xuyên sẽ thay đổi nhưng không ngờ ông không kiêng nỉ chút nào ông đề cập tới chuyện làm ăn ngay trước mắt bà trung quy từ đầu ông không xem cô là con gái chỉ muốn lợi ích thôi ngồi đây thêm một lúc cô sợ mình không chịu nổi vậy nên nguyệt đứng dậy xin phép ra ngoài con xin phép đi vệ sinh một lát ông thế nhìn theo tới khi bóng dáng cô khoát hẳn sau cánh cửa nguyệt ra khỏi đó cảm thấy tâm trạng đỡ hẳn bây giờ có dịp ngắm nhìn xung quanh ngôi nhà mà cô tưởng không bao giờ quay về ngày ông ngoại còn ở đây Ông thích phong cách truyền thống Nên xây lâm ra theo kiến trúc cổ Với hòn giả sơn Các cây lớn xung quanh như khu vườn Sau này ông Xuyên chỉ để lại khu vườn Còn lại cho người đập đi Xây toàn bộ theo phong cách châu Âu Người không khỏi cười buồn Quả thực tính cách của ông Xuyên giống như như ngôi nhà này Xa hoa phủ phiếm Cô men theo hành lang dài Mới thấy nhà vệ sinh Người vừa đi vào bên trong Ở ngã rẽ xuất hiện bóng người lấp ló Sau vài phút nước chảy từ bên trong chuyển ra nguyệt xả nước rồi đi ra ngoài rửa tay nào ngừa cử mở chạm mặt thúy cô giật mình hét một tiếng thúy cười lại sao chị gái yêu quý mặt tôi đáng sợ lắm à nguyệt khôi phục về mặt lạnh nhạt bị ngó lơ thúy bực bội ra mặt chị không nghe tôi nói gì à xin lỗi nhé tôi nghe không hiểu tiếng chó sủa mày mày nói cái gì hả nguyệt thúy tức tối ghế răng ken két khoe mắt cũng đỏ hừng lên nguyệt mở nước rửa tay thờ ơ không thèm liếc cô ta Thúy Nghiến Giang nói Nguyệt, chị vừa được gả vào nhà họ tiêu Chị đã lên mặt nhỉ Đúng là đồ đàn bà không từ mọi thủ đoạn Vậy mà bề ngoài tỏ ra mình thanh cao lắm ý Cảm ơn đi khen nhé Cô rửa tay xong Bình thản lấy khăn giấy lau tay Thái độ hờ hững khiến cho Thúy tức anh ách Thúy cười khẩy Nguyệt, chị đừng tưởng lần trước Chị thoát được thì mừng vội Chị có biết chị gây sự với ai không Đó là con trai ngài thị trưởng Khổng tê văn Còn nữa, nếu như người chồng tàn phế của chị biết chuyện trước đây chị từng làm gái phục vụ ở quán ba thì sao? Liệu tiêu gia chấp nhận người con gái từng làm nhân viên quán ba không nhỉ? Cô ta hả hê nói, nghĩ lần này kiểu gì Nguyệt cũng tức điên. Nào ngờ cô chỉ cong môi cười. Nếu cô muốn nói thì cứ nói đi. Thúy, tôi không ngại tống cô vào tù vì tội bôi nhọ danh dự người khác, xâm phạm quyền riêng tư cá nhân. <cười> Nước cười nhở, một con nhỏ nhà quê như mày bày đặt kiện ta vậy cô cứ thử xem tôi có dám không nhé nguyệt bỗng nhiên áp sát cô ta đôi mắt ánh lên tia nhìn sắc bén lạnh lùng thúy vô thức lùi lại run lên một cái từ lúc nào nguyệt đáng sợ thế này cô biết thúy chỉ giỏi nói mồm nên không chấp gan cô ta nhát như thỏ đế Nguyệt tư cười quay đi tuy nhiên vừa xoay người miệng bỗng bị bịt chặt cô định phản kháng đầu óc dâng lên từng đợt choáng váng trước mắt tối sầm người mềm nhũn ngã xuống thì lập tức được văn đỡ lấy Thúy cười khẩy Còn van ôm người đẹp trong lòng Hắn dạo dựng hết cả người Nguyệt à Có trách Chị dám quyến rũ bác Có chị thì không có tôi Cô ta bỏ mặc Nguyệt bị văn bắt đi Đợi xe ô tô của hắn đi khuất Cô ta quay người vào nhà như không có chuyện gì Tại phòng ăn Tiêu thế mãi không thấy cô quen lại Anh sốt ruột quá Anh nói với bà lão phu nhân Cháu xin phép ra ngoài một lát xem Nguyệt thế nào Ừ sao con bé đi lâu thế chưa về nhỉ Thế theo sự chỉ dẫn của người giúp việc tới nhà vệ sinh Anh đứng bên ngoài gọi vọng Nguyệt à, Nguyệt Đáp lại anh chỉ là sự im lặng đến đáng sợ Gọi thêm một lần không có tiếng người trả lời Anh không bận tâm nhà vệ sinh đi thẳng vào trong Anh đẩy tất cả cánh cửa tuy nhiên không thấy bóng dáng cô đâu Trong lòng có dự cảm không lành Quay lại phòng muốn nhờ ông Xuyên cho xem cam khu vực gần đó Chuyện chuyện này hôm qua cam đối nhiên bị hỏng còn chưa sửa được Đúng lúc này Thúy tức tốc chạy vào Chào ơi, dây chuyền kim cương của con bị mất Hả? Sao lại mất? Con không biết, có các nó trong phòng bây giờ không thấy à? Thủy khóc dừng dứt Dây chuyền đó là bác tặng cô ta Giá trị không nhỏ Hơn nữa mất đúng lúc Nguyệt biến mất Lão phu nhân lên tiếng Cháu tìm kỹ chưa? Dạ cháu tìm kỹ rồi Hay chị Nguyệt, chẳng phải lúc trước chị ấy thường ăn cắp à? Cầm mồm đi, cô nói hàm hồ gì đấy Thế quát một phát Cô ta sợ tới nỗi miệng lưỡi cứng đờ anh mang anh đáng sợ giống như chỉ cần cô ta nói thêm anh không để cô ta yên lão phu nhân lần đầu thì anh tức giận như vậy thúy nấp sau lưng ông xuyên khóc lóc thảm thiết cha dây chuyền đó là anh bác tặng cho con nó quý giá như thế cha giúp con tìm lại đi thế không nghe nổi anh ấn nút xe lăn đi ra ngoài thúy cố tình nói với Nhất định quyền lấy rồi chị ta vì tiền cái gì mà không dám ngay cả gái quán ba cũng làm rồi mà thúy Ấu Duyên quát lớn, cô ta lúc này mới ngậm miệng. Lão phụ nhân không tin nổi, loạn trọng đứng không vững. Thúy đạt được mục đích của mình rất hả hê. Còn trong đầu Thế bây giờ chỉ nghĩ đến sự an nguy của cô. Bảo bối, em nhất định không được xảy ra chuyện. Thế ra khỏi lâm già, lên ô tô quăng luôn cây xe lăn sang một bên mà nhảy vào ghế lái. Anh nhấn mạnh chân gà, chiếc BMW lao đi như cơn gió. Lão phụ nhân hoàn hồn đuổi theo nhưng không kịp. Bà gọi điện cho anh nghe không nghe điện thoại Bà lo lắng quá Ông Xuyên cùng bà Hà đứng một bên an ủi Còn Thúy thì nở nụ cười thâm độc Ở căn phòng khác Nguyễn lúc này tỉnh dậy Do tác dụng của thuốc mê Đầu cô đau và choáng váng Cơ thể rõ rời Trước mặt tối om Nguyễn phát hiện hai bàn tay Hai chân mình bị trói chặt Mắt cũng bị bịt kín Xung quanh không hề có một tiếng động Cô thử cựa quậy xem có thoát được khỏi dây trói không Nhưng vừa mới cựa người cánh cửa trước mặt đột nhiên mở ra văn vừa bước vào ánh mắt thèm thuồng nhìn thân thể người phụ nữ đang nằm trên giường anh tiến lại gần cô vươn tay sờ soạng đôi chân thon dài nguyệt nổi da gà cảm giác quá là kinh tởm. đủ lúc cô không biết hắn là ai lúc này văn lên tiếng nguyệt lần trước dám hại tôi một phen lần này tôi cho cô nếm thử mùi vị dám động đến tôi rượu mới không uống lại uống rượu phạt giọng nói này là tên khốn văn ư Dứt lời anh ta sờ vào người cô Cô giật mình xoay người một cái Ồ oh, tỉnh dữ Văn cười khẩy rút chiếc khăn nhét ở miệng cô Tế khốn thả tôi ra Nguyệt chửi hắn Văn không hề giận dữ Ngược lại còn cười rất chi sảng khoái Nguyệt đào Nguyệt Đến lúc này miệng lưỡi của em cứng rắn nhở Được rồi cứ chửi đi Sau đó hậu quả tự chịu nhé Hắn nắm lấy khuôn cằm nhỏ nhắn Ngón tay miết làn môi mềm mại Rồi tiếp theo đôi môi hắn ập xuống môi cô Người buồn nôn kinh khủng Cô dùng hết sức cắn mạnh vào môi anh ta Văn bị cô cắn đau hét to một tiếng Hắn đau đớn ôm lấy đôi môi dướng máu Nguyệt nhỏ toẹt bã nước bọt Cô cảm thấy cực kỳ ghê tởm Văn tức giận Nhưng những hành động kháng cự đó của cô Khiến hắn thích thú Hắn tú lấy tóc cô giật mạnh phía sau Tốt, cứ phản kháng đi Cô càng phản kháng, tôi đây càng thích Văn vác cô lên vai Đá tung cử đi ra Người vùng vẫy cật lực Cô dùng củi trò hút vào lưng hắn Nhưng cái hút đó chỉ như gãi ngứa thôi Hắn ném cô vào cái lồng Nguyệt nghe thấy bên ngoài có tiếng ồn nào vọng lại Dường như là một đám đông Hắn đeo mặt nạ lên sân khấu van vừa xuất hiện thì đám đông thi nhau hét lên Chào tất cả các vị khách có mặt ở đây Tôi biết chắc hẳn các vị hào hứng mong chờ món hàng tiếp theo thế nào Tôi không nói nhiều để các vị tự mình đánh giá Bây giờ xin mời chiêm ngưỡng Trên lồng sắt dần chuyển động nó được một chiếc dây kéo nâng lên đưa lên sân khấu Đám đông bên dưới nhìn thấy Nguyệt hú hét điên cuồng Có người bắt đầu dơ biển 100 triệu 200 500 Nguyệt co rúm người bên trong lồng sắt Thì ra văn đem cô là món đồ buôn bán Hàng không sợ tiêu ra ư Máu dừng lại đi không tê văn Nếu không tiêu thế nhất định không tha cho anh đâu Cô hét lên với hắn ta Nhưng tiếng của cô bị đám đàn ông bên dưới lấn át Văn bật cười Tiếp tục bảo mọi người trả giá mức cao nhất Mọi người nhìn đôi chân cô ta đi Đúng là đôi chân dài cực phẩm Thân hình quyến rũ như vậy Lại còn xuất thân tiểu thư khuê các Ngày hôm nay ai mua được cô ta đúng là quá hời Bề dưới nghe càng kích động Mức giá được nâng lên hơn một tỷ Nguyệt út ức cắn cánh môi đến bật máu Không biết có ai nhớ tới cô mà cứu cô không Cô nhớ tới tiêu thế Anh liệu cứu cô chứ Mười tỷ Một tấm biển ở gần cuối dơ lên Thanh âm lạnh lùng dứt khoát Lập tức làm đám đông im lặng Bọn chúng có thú vui chơi gái Nhưng bỏ hẳn 10 tỷ mua một cô gái đúng là quá ngông cuồng Văn không thể nào vui hơn được Ai trả giá cao hơn không 10 tỷ lần 1 10 tỷ lần 2 10 tỷ lần 3 Xin chúc mừng Món hàng này thuộc về người đàn ông mặc áo sơ mi đen cuối dãy thứ ba Hắn đứng dậy đi về phía sân khấu Đám đông hai bên tự nhiên giạt ra Một bước đi mang sự cứng rắn lạnh lùng khôn tả Khi người đàn ông đứng trước mặt cô đôi mắt xanh sau lớp mặt nạ nhìn xuống người bỗng nhiên cảm thấy không khí như ngưng đọng cổ họng thoáng chốc hít thở không thông khi thế người đàn ông tỏa ra là mọi người dè chừng người đàn ông mặc đồ đen khác không biết từ đâu xuất hiện trên tay mang vali họ lên sân khấu đồng loạt mở vali trước mặt văn 10 tỷ anh ta lạnh lùng nói hai mắt văn sáng bừng cười ha ha mở lồng sắt món hàng từ giờ chính thức thuộc về ngài người sợ cứng cả người Hàn vươn tay kéo cô nháy mắt bế cô trong lòng Vẫn dùng sướng ôm vali tiền Còn Nguyệt không dám nhìn trực diện anh Xin xin anh thả tôi ra được không Hàn liếc qua cô gái trong lòng không đáp Đi theo sau anh Mấy người đàn ông mặc đồ đen Anh ấy cao to vạm vỡ Khuôn mặt giận dữ Đủ hiểu Hàn là người thế nào Người sợ mình rơi vào tay đại ca xã hội đen Hay băng đảng tội phạm Cô sẽ bị bán vào nhà thổ Hay làm đồ chơi cho bọn chúng đây hai tay hai chân cô bị trói chặt không cử động hay chạy thoát được. Hàn về cô tới một chiếc Rolls Royce đỗ sẵn bên ngoài. Anh đặt cô vào bên trong rồi ngồi vào bên cạnh. Nguyệt vừa ngồi xuống, nép sát vào góc xe, vẻ mặt nhìn anh đầy phòng bị. Hàn táo mặt nạ, ngũ quan hoàn hảo, tự như tạc xuất hiện trước mắt cô. Sông mũi cao, đôi mắt sâu hút màu xanh lam, mái tóc đen, ngồi công nhận vị đại ca xã hội này đẹp trai thật, nhưng đẹp đến mấy thì cũng đáng sợ. Anh ta không nói một lời Xe ô tô cũng chậm rãi lăn bánh người nhìn bên ngoài Bởi trời tối nên cô không biết đây là đâu Cô không dám kêu cứu Vì sợ hàn xử lý mình Bây giờ cô chỉ hy vọng thế tôi cứu mình Liệu anh cứu cô không Ban đầu cô không thích anh chút nào Nhưng hiện tại anh là người duy nhất cô nghĩ tới Xe ô tô đi khoảng 30 phút Tới tòa biệt thự lớn theo phong cách châu Âu Hai bên cánh cửa có người canh gác Người thầm nuốt nước bọt cô thực sự rơi vào xào huyệt của xã hội đen à dừng lại trước cánh cửa người đàn ông trung niên lập tức chạy ra ông cúi đầu chào hàn rồi nói một câu gì đó bằng thứ tiếng cô không hiểu lần này anh ta không bế cô mà cửa trói cho cô kéo mạnh tay cô vào trong nhà rồi đẩy vào một căn phòng nguyệt hoang mang có phải anh ta xử luôn cô không nhìn xung quanh tìm vũ khí nào ngờ cô thấy cô gái ngồi trong góc tường cô gái mặc chiếc váy màu trắng bề ngoài xinh đẹp tóc đen mắt đen trong đầu Nguyệt nổ đùng một tiếng Phải chăng hắn ta buôn bán phụ nữ Nhốt họ ở đây rồi đợi người đến mua Nhìn cô gái vừa nhìn thấy anh ta Thì buông tiếng chửi Đồ khốn thả tôi ra đồ khốn kiếp Nguyệt há hốc mồm Cô không ngờ cô gái có vẻ đẹp mong manh Mà chửi người đàn ông thô bạo như vậy Hàn chậm rãi lướt qua cô đến trước mặt cô ta Nguyệt thầm câu trời khấn phật Cô tưởng rằng hắn sẽ rút súng bắn cô gái kia như không Hắn nâng cầm cô ta Sau đó cuồng bạo ép môi mình xuống Tiểu hạ cắn chặt răng Hai tay đánh liên hồi vào ngực hắn Nhưng hàn không hề lay chuyển Một tay giữ chặt hai tay tiểu hạ lên đầu Một tay bóp mạnh cầm cô Nguyệt kinh ngạc trận trừng mắt nhìn cảnh tượng diễn ra Một lúc sau hắn buông ta cho hạ Hắn quay sang nhìn nguyệt Ánh mắt dịu dàng chuyển sang lạnh lùng Hàn xài từng bước dài dừng trước mặt cô Hắn nói một câu Sau đó đi ra ngoài Làm cho cô ấy vui Nguyệt chưa hoàn hồn Cô quay sang nhìn tiểu hạ Thấy cô ta như người mất hồn Cô tình ý nhìn thấy như dấu vết đen ái trên người cô ta Cộng với nụ hôn lúc nãy Nguyệt cũng hiểu tình hình Xin xin chào cô Tiểu hạ không trả lời Nguyệt gión rén từ lại gần Tại sao cô bị bắt tới đây thế Cô biết cái đàn ông vừa rồi là ai không Tiểu hạ lúc này ngẩng mặt nhìn Nguyệt Thanh âm nhẹ như gió thoảng Đúng tôi bị bắt đến đây Trong lúc đang đi làm Cô làm nghề gì thế Bác sĩ Nguyệt ngạc nhiên với cô gái mảnh mai nhỏ nhắn Tôi là Nguyệt cô tên gì thế Tôi là Tiểu Hạ Tiểu Hạ Cô biết người đàn ông vừa rồi là ai không Tại sao hắn ta bắt cô thế Nghe câu hỏi đó cô ta nhếch môi cười Trong mắt lóe lên sự chán ghét căm hận Anh ta là Bạch Tư Hàn Lão đại của bang đảng Yakuza Nhật Bản Tôi không biết lý do vì sao hắn bắt tôi tới đây Nhưng lần trước tôi vô tình thấy hắn bị thương nên cứu hắn Đã lại ra tôi không nên cứu hắn mới phải đó là sự hối hận lớn nhất trong cuộc đời tôi Nguyệt hoàn toàn bị thu hút Bởi hai từ Yakuza Nhật Bản Cô vẫn hy vọng thoát khỏi đây Nhưng hiện tại hy vọng đó bị dập tắt Còn cô thì sao Hạ nâng mắt hỏi với sự trống rỗng vô hồn Tôi á, tôi bị bác cóc Sau đó được hắn ta mua lại buổi đấu giá Hạ chỉ gật đầu qua loa Không cố định hỏi thêm Nhưng mối quan hệ của hai người Dường như hắn ta không ghét cô đâu tiểu hạ Tiểu hạ đột nhiên mất bình tĩnh Không ghét á Cô có biết Hắn biết tôi có bạn trai Còn là bạn trai sắp cưới Chúng tôi dự định tháng tới kết hôn Thế mà hắn ra tay giết chết anh ấy Còn chặt một ngón tay anh ấy đem tới trước mặt tôi Ngón tay đeo nhận đính hôn của chúng tôi Cô nói xem tôi nên hận hắn Giết chết hắn bằng cách nào đây Thành ầm của hạ giống như ma nữ gào khóc Đang nghiến hẳn Cô ta đột nhiên lấy hai tay cào cấu lên cơ thể mình Cô làm gì thế tiểu hạ đừng mà Tôi hận hắn, tôi hận hắn Chính hắn khiến cho cô trở nên bẩn thỉu Hạ ước gì mình chết đi Nhưng không thể bởi hắn đe dọa cô Hắn nói nếu cô tự tử Hắn giết chết ba mẹ cô Nguyệt đứng dậy ngăn cản cô ta Hạ ôm lấy cô khóc nức nở Số phận cô ta đáng thương hơn cả cô Bị rơi vào tay lão đại Jakuja Nhật Bản Hạ cô phải bình tĩnh Cô thử nghĩ xem hắn có điểm yếu gì không Chúng ta có thể lợi dụng điểm yếu của hắn để thoát ra khỏi đây." Cô ta cố gắng kìm nén, người giúp cô ta lau đi giọt nước mắt. Hạ suy nghĩ một lát sau đấy nói, "Có một lần hắn bị thương, tôi nghe lén đàn em của hắn nói rằng địa bàn ở đây bị một người đe dọa, người này chính là người khiến hắn bị thương, nhưng tôi không nghe được tên anh ta." "Ít nhân, chúng ta phải biết được hắn có kẻ thù, chúng ta lợi dụng để có thể thoát khỏi đây." Tiểu Hạ gật đầu rồi lại nói tiếp, Tôi nghĩ bây giờ hắn không có phòng bị với cô Cô cứ giả vờ thuận theo ý hắn Rồi chúng ta tìm cách thoát khỏi đây Cô ta không vui Nhưng cũng không còn cách nào Nguyệt hiện tại không còn hy vọng và tiêu thế tới cứu cô Chỉ có thể dựa vào chính bản thân mình Trò chuyện thêm một lúc Hàn quay lại Anh ta mặc bộ đồ mới Nhưng khí chất lạnh lùng Cùng ánh mắt lạnh băng đó không thay đổi Chỉ khi nhìn hạ thì mới dịu đi một chút Ra ngoài Hắn lạnh lùng tốt một câu Nguyệt tự động đứng dậy từ từ bước khỏi cửa Hạ cúi đầu không thèm nhìn hắn Trước khi cánh cửa đóng lại Cô chỉ thấy hắn đẩy ngã tiểu hạ xuống giường Xé rách bộ váy trên người cô ném xuống đất Người được quản gia dắt vào căn phòng khác Không khác căn phòng lúc nãy là bao Mọi thứ sạch sẽ Cô đôi mắt quan sát xung quanh Thấy cái camera mini gắn trên cao Xem ra hàn rất cẩn thận Bên ngoài có có hai người canh gác Để con mũi cũng không lọt được Người ngoan ngoãn ngồi trên giường Cô biết mọi cử động của mình có người giám sát Bỗng có một chàng gõ cửa vang lên Người đứng dậy đi ra mở cửa Quả ra đang bưng một khay tư ăn còn nóng Ông ta không nói một lời Chỉ đưa nó cho cô rồi rời đi Người không trần chừ gì nữa mà ăn luôn Cô không sợ có độc Vì cô biết anh ta cần cô ở bên cạnh tiểu hạ Hàn ta tốn 10 tỷ đem cô về đây Còn giết vì hôn phu của tiểu hạ Đủ biết vị trí cô ấy trong lòng hắn Xét tới góc độ nào đó Hắn rất giống tiêu thế Chỉ cần đạt mục đích cái gì cũng dám làm Nhưng thế so với bạch tư hàn ấm áp hơn nhiều Nguyệt nhớ anh Ngực trái vô thức nhói lên Có khi bây giờ anh ở bên ngoài Với một người phụ nữ khác chưa biết chừng Bởi vì thế đâu thích cô Chỉ cần kiếm người vợ khác là được rồi Nguyệt co mình vào góc tường Bóng dáng nhỏ bé cô đơn hiu quạnh Trong căn phòng đậm mùi hương hoa diên vĩ Hàn chậm rãi cởi áo để lộ thân hình săn chắc cân đối giống như vị thần Hy Lạp. Ánh sáng màu vàng chiếu lên tấm lưng rộng quán, làm hình xăm như tỏa sáng rực rỡ. Bề vai phải là hình phượng hoàng, bên vai trái hình rồng. Hai hình xăm trong giới Jaguja là tượng trưng sức mạnh tột đỉnh. Trong mắt tiểu hạ, nó không khác gì hình ảnh cay chết và nỗi đau. Nỗi đau tột cùng mà Hàn mang đến cho cô. Dưới ánh sáng mê hoặc, ánh mắt hắn ta lạnh lẽo, hờ hứng bất cần, thâm sâu khó lường. Hàn điền kỹ cô gái dưới thân Làn da trắng nõn như sữa tươi hảo hạng Từ đường cong cơ thể tiếp xúc của bàn tay khẽ run lên Hạ nhắm mắt không nhìn hắn Đôi mi run rẩy như cánh bướm chạm thẳng trái tim hắn Nhìn tôi Hàn trước mặt cô khuôn mặt tuấn tú hoàn mỹ Mọi đường nét đẹp đến nghẹt thở Cô âm thầm hít thở Xong sự sợ hãi sẽ lẫn hình bóng hắn chất chứa của đôi đồng tử long lanh Cuối cùng không thoát khỏi đôi mắt sắc bén của hắn chỉ trong khoảng thời gian ngắn Hắn không đếm được bao nhiêu lần thân mật cùng cô Nhưng đáp lại Vẫn luôn là cảm xúc hận thù Tiểu hạ không xóa bỏ được Hạ kia nhẫn vài giây Vẫn không thể đối mắt với hắn Cô liếc mắt sang bên cạnh Nhìn bức tự sư tử Tức thì khuôn cằm nhỏ bị nâng lên Sợ Hắn kiêu ngạo áp chế cô Tiểu hạ mí môi không đáp Hôm nay tôi muốn em chủ động Hạ cảm thấy một sự nhục nhã dâng trào khắp cơ thể Cô chỉ muốn điên lên Chỉ muốn chửi hắn đánh hắn Nhưng cô bất lực không thể làm được gì Nguyệt lan qua lan lại trên giường Mãi không thể ngủ Trong lòng cô không hiểu sao cảm thấy lo lắng Cô ngồi dậy khỏi giường Đi ra ban công nhìn xuống Một loạt những bóng đen bên dưới Không cần đoán cũng biết là đàn em của Hàn Đêm nay trăng sáng vàng vặc Bỗng chốc khi cô nhớ tới thế và hôm tổ chức hôn lễ với anh trang cũng tròn thế này Người lắc mạnh đầu Cô nhớ gì đến người đàn ông bội bạc vô tâm đó chứ Đang suy nghĩ mông lung Có tiếng động rất khẽ vang lên từ bên dưới Giống như có vật gì đó vừa va vào Người nhô người nhìn xuống Chẳng thấy gì cả Chỉ có bồn hoa lớn Định đóng cửa đi vào Bắt chợt làn gió thoảng qua sau lưng Rồi tiếp theo Miệng cô bị thứ gì mềm mềm ấm nóng bịt chặt Người cắn mạnh lòng bàn tay anh Tiêu thế cau mày hơi nới lỏng tay Đúng lúc đó Cô nhân cơ hội xoay người lên gối Thúc thẳng vào chỗ hiểm của anh Thế nhanh nhẹn tránh được đòn hiểm ép cô vào tường Đồ khốn Anh là Nguyệt bị chặn miệng một lần nữa Lần này không phải bàn tay anh, mà là đôi môi anh Một tay anh giữ chặt tay cô Một tay nâng cầm nhỏ cô hôn ngấu nghiến Nụ hôn cuồng bạo mãnh liệt Nguyệt cảm giác không khí trong phổi bị rút hết rồi Cô mở to mắt nhìn kỹ người đàn ông trước mặt trách mũ lưới chai hoàn toàn che kín nửa khuôn mặt cô dùng hai chân phản kháng lập tức bị anh giữ chặt sức lực của anh quá lớn cô so với anh chỉ như châu chấu đá xe thế thấy cô có sức phản kháng anh càng hôn sâu một đủ hôn như trừng phạt cho cái tội làm anh lo lắng đến như vậy cơ thể cô bắt đầu mềm nhũn anh ép sát người cô thế thế cô ngắc ngứ thốt ra vài từ giữa đôi môi anh động tác của anh cũng không hề dừng lại sự động chạm quen thuộc Củng cố nghi ngờ trong lòng cô Anh dừng động tác Xoay người nhảy xuống dưới Thân ảnh lặng lẽ hòa mình vào bóng đêm như một con báo Khi nghe thấy tiếng mở cửa vang lên Nguyệt chưa kịp hoàn hồn Thanh âm lạnh lẽo của Hàn vang lên từ phía sau lưng Cô làm gì thế Cô giật mình quay ngoắt lại nhìn hắn ta Hà một thân khoác áo choàng ngủ Nửa vòng ngực lộ ra dấu vết cào cấu hồng hồng Ánh mắt xanh lạnh lẽo như xoáy sâu tâm can cô Tôi không ngủ được tôi ra ban công hóng gió hắn ta nhìn cô chằm chằm đột nhiên tiến lại gần hắn liếc mắt quan sát xung quanh đôi mắt sắc bén như chim mương chăm chú nhìn vào nơi mà thế vừa biến mất người căng thẳng sợ tới nỗi nhịp tim đập thình thịch trong lòng ngực gáy sau mồ hôi tuôn ra từng đợt cô chỉ sợ hắn ta phát hiện điều gì hắn tu ánh mắt quay sang nhìn cô mau đi vào đi dứt lời hắn xoay người ra khỏi phòng người đợi hắn đi rồi mới chạy ra đóng cửa cô thở vào Khỏe khắc lúc nãy đúng là dọa người quá mà Nếu như Hàn biết được Có người vừa đến đây thì chết chắc rồi người trở lại giường Tay chạm vào đôi môi mình Nơi đó còn đọng hơi ấm lúc nãy của người ấy Cô không thấy mặt anh Nhưng lý trí mách bảo đó chính là tiêu thế Là anh thì sao không lộ diện Nguyệt mong muốn gặp lại người đàn ông đó một lần Nếu anh đích xác là thế Chắc chắn anh xuất hiện cứu cô mà Hàn trở lại phòng Tiểu hạ bây giờ ngủ say Nửa khuôn mặt xinh xắn vùi vào gối Ban nãy anh ta giày vỏ cô nhiều lần Nên đặt dưng xuống giường cô đã ngủ ngay Vươn tay xoa mái tóc cô Ánh mắt dịu dàng hiếm thấy Hắn thu tay lại rồi đi tới ghế sofa ngồi Lấy trên bàn điếu xì gà châm lên Là khói chậm chậm tản ra trong khô khí Cho khuôn mặt hắn như mờ như tỏ Điện thoại quán sáng lên Cầm lên xem trên màn hình hiển thị Một cảnh camera quay được bóng đen Từ ban công phòng Nguyệt nhảy xuống anh ta quay lại nhìn phía cam khóe môi nhếch lên như thách thức Hàn siết chặt tay thành nắm đấm Ánh mắt lạnh lẽo Chiếc điện thoại trong tay kêu răng rắc Một kẻ có thể đột nhập vào biệt thự Còn thách thức hắn chỉ có một người Hắn giết thêm hơi thuốc để bình tĩnh Hắn tựa người vào ghế lông báo Đôi mắt nheo lại nguy hiểm Một lát sau Bên môi nở nụ cười thâm sâu khó lường Sáng hôm sau Khi ánh mặt trời chưa kịp ló dạng Nguyệt bị âm thanh ồn ào làm cho tỉnh giấc Cô cau mày chậm rãi mở mắt Vừa mở mắt ra Khu cảnh trước mắt dọa cho một phen Trước mắt cô Những áng mây trắng trôi lững lờ ngoài cửa sổ Thành âm ồn ào ban nãy Là do tiếng động cơ trực thăng vang lên Nguyệt bị đặt nằm dưới sàn Trong khoang chứa chỉ có mình cô Một tấm kính ngăn cách tại khoang phía trước Cô ló đầu nhìn Thấy Hàn đang đích thân lái trực thăng Còn tiểu hạ ngồi trên đùi hắn Chốc chốc cô ta quay lại nhìn xem Nguyệt tỉnh chưa chạm ánh mắt kinh ngạc của cô hạ mừng rỡ đúng lúc đó hàn lên tiếng tiểu hạ nếu em còn nhìn nữa tôi ném cô ta ra khỏi đây hạ ngoan ngoãn ngồi im trong lòng hắn hàn bắt đầu hối hận rồi hắn không nên để cô thân thiết với cô gái kia nguyệt cũng không nghe được hắn nói gì trong lòng dâng lên hoảng sợ không biết hắn đưa mình đi đâu nếu trường hợp xấu nhất là đi khỏi đây và đến địa bàn của hắn nhật bản ư nguyệt bám vào cửa kính nhìn bên ngoài chỉ thấy từng áng mây trôi lững lờ không nhìn được bên dưới cô không biết mình ở trên này bao lâu cô buồn bã ngồi thụp xuống sàn trực thăng ánh mắt đờ đẫn không có tiêu cự khoảng gần một tiếng đồng hồ sau trực thăng dần dần chậm lại hạ cánh xuống tòa nhà cao tầng người nhìn đường phố cùng dòng chữ nhật bản ngập tràn nỗi sợ trong lòng dần lớn lên cuối cùng điều cô sợ nhất tới rồi cả cô và tiểu hạ bị đưa tới nhật bản Hàn bế Tiểu Hạ xuống khỏi trực thăng. Bên dưới có sẵn đàn em của hắn đứng thành hai bên nối dài. Người nào người đấy mặc đồ đen, ngón út thiếu đi một đốt ngón tay. Sau khi hắn đi, đàn em của hắn dắt Nguyệt xuống. Cô không ngồi cùng xe với Hàn và Hạ mà ngồi ở chiếc xe phía sau. Ngồi cạnh cô còn có hai người đàn ông mặc đồ đen gì đáng sợ. Người ngoan ngoãn ngồi im không nhúc nhích. Đi được nửa đường, bỗng có mấy chiếc ô tô áp sát hai người đàn ông ngồi cạnh lập tức cảnh giác tay chạm trong túi áo ngực như sẵn sàng rút súng họ tăng tốc nhanh hơn áp sát vào xe ô tô chở nguyệt cửa kính ô tô hạ xuống một đầu súng đen ngòm lạnh lẽo lộ ra chĩa thẳng vào xe ô tô chở cô sau một loạt tiếng súng nổ dầm trời hai người đàn ông bên cạnh cô nã đạn vào bọn chúng nhìn dường như bị lép về hơn xe ô tô của cả hai đều là loại chống đạn nhưng nguyệt lần đầu trải qua cảnh tượng này Cô sợ hãi bịt chặt lấy tai Co rú người vào một góc Những chiếc xe xung quanh lập tức tránh khỏi cơn mưa đạn của bọn họ Chỉ sợ một viên đạn lạc làm mình chết không kịp ngáp Xe ô tô bọn chúng bao vây quanh xe cô Đồ ngột phanh gấp Người không phòng bị theo quán tính lo thẳng phía trước Vầng tràn không may đập vào ghế lái sưng đỏ lên Xe ô tô phanh gấp Để lại trên đường về dài Xe của Hàn cũng dừng lại Đám đàn em của hắn xuống xe Sẵn sàng nghênh chiến với đám người kia nhưng chúng vừa lại gần Người trong xe bỗng thả mấy quả bom khói Khói tàn ra mù mịt Chẳng nhìn rõ cái gì phía trước Cánh cửa xe ô tô bị đập uỳnh một cái Đàn em của Hàn ngồi bên cạnh cô Lãnh trọ một viên đạn giữa chán Máu từ cái lỗ nhỏ chảy xuống dòng dòng Hắn chết mà trợn tròn mắt không tin Người quá hoảng sợ hét lên Người đàn ông đó lôi cô ra khỏi xe Ấn cô vào ô tô của mình Âm thanh đáng sợ vang lên Cơ thể anh giật một cái Nguyệt trợn tròn mắt nhìn thấy ôm lấy bụng mình Máu từ kẽ ngón tay anh liên tục chảy xuống ướt đẫm trên áo sơ mi đen Anh nhanh chóng nhảy lên xe ra hiệu bảo người của mình lái đi Phía sau khói tan dần Người của anh bị đàn em của Hàn giết chết nhiều vô số Nguyệt bụng chặt miệng Càng tự khiến cô kìm không được nước mắt Rồi lát sau thấy ôm lấy đầu cô áp vào ngực mình Đừng nhìn Anh lên tiếng hơi thở khó nhọc Nguyệt nghe âm thanh quen thuộc nước mắt tuôn trào Cô nắm chặt và đáo anh Trông à? Thế yêu thương xoa đầu cô Khi ôm cô trong lòng Trái tim mới được an ủi Mấy ngày nay anh mất ăn mất ngủ Tới nỗi gầy dọc cả người Khuân cằm lún phún mọc dâu không thèm cạo Cuộc mắt đen thâm như gấu trúc Tuy nhiên về điển trai tuấn tú không hề lay chuyển Người của Hàn đuổi theo phía sau Mất một lúc mới cắt đuôi được Nguyệt vẫn chưa ngừng khóc Cô khóc ướt vạt áo trước ngực anh Bảo bố em khóc đủ chưa Sắp lụt đến nơi rồi đấy Anh gái sát mang tay cô Hơi thở có chút nặng nhọc kìm nén Nguyệt sực tỉnh hai mắt dâng lệ nhìn anh Em làm gì thế Thế bắt lấy bàn tay sợ soạn khắp mặt anh Tôi tôi tưởng mình mơ Cô khịt mũi trả lời Bối rối thu tay lại Ngốc à Anh vừa xót vừa thương khóe môi khẽ nhếch nhìn cô cười Nguyệt sực nhớ anh bị thương Cô sợ hãi cuống quýt Anh em phải đến bệnh viện thôi Không sao đâu chỉ là vết thương nhỏ thôi Thế xoa đầu cô Cô nhìn là biết vết thương có nhẹ nhanh nói đâu Bị trúng đạn mà nói không sao á Khóe mắt nguyệt rơm rớm cô kiên quyết nói thế này mà bảo không sao à anh bị trúng đạn đấy thế hả? À? so với bị trúng đạn đánh mất em đáng sợ hơn nguyệt lạ người cô tưởng mình nghe nhầm nhưng ánh mắt anh không giống đang đùa mà là đang nghiêm túc đồng tử đen sâu những cô chăm chú làm cho cô ngượng ngùng trái tim trong ngực cũng đập thình thịch cảm giác này là sao cô tưởng anh không đến cứu mình nhưng anh bất ngờ xuất hiện ở nhật bản đối đầu với hàn nguyệt có rất nhiều câu hỏi thắc mắc trong đầu muốn hỏi anh nhưng cô lấy tư cách gì một người vợ hờ à thế thấy cô ngây người tưởng cô sợ hãi anh vuốt ve gò má mịn màng của cô sợ à tôi không chết được đâu không cô lắc đầu quay mặt đi cô trốn tránh cảm xúc của mình không muốn đối diện với anh ánh mắt sắc bén của thế rời khỏi khuôn mặt cô liếc qua gương chiếu hậu thấy bọn họ hoàn toàn cắt đuôi được hàn lúc này anh tạm yên tâm một chút Nhật Bản là biện bàn của Hàn Khi nào còn ở đây Sự an toàn không phải tuyệt đối Cần phải rời khỏi đây càng nhanh càng tốt Thế tự lưng vào ghế thầm tính toán Đột nhiên cảm nhận bụng mình có người chạm vào Mở mắt ra Thấy Nguyệt buộc vết thương bằng đoạn vải trắng Cảm nhận ánh mắt của anh Cô ngước mắt giải thích Đừng lo, đây là đoạn vải em xé từ lớp lót bên trong váy Sạch lắm không bụi bẩn đâu Cô cẩn thận băng bó vết thương Thế chuyên tâm ngắm cô Người mặc chiếc váy cổ chữ V khi cô cúi xuống Xuân quang bên trong lấp ló lộ ra Nhưng điều thu hút anh Chính là dấu vết đan ái trên cơ thể cô Sự dịu dàng trong mắt biến thành tức giận Thể bỗng bóc chặt cổ tay nhỏ nhắn của cô Hành động này làm cho cô đau Đau, đau quá Nhìn dấu hôn trên người em từ đâu mà có Cô ban đầu trợn tròn mắt không hiểu Thế thấy cô im lặng cả gác gao hỏi Mau nói đi Anh tốn bao công sức tới đây cứu cô Vậy mà sau lưng anh cô làm chuyện khuất tắt ư Nghĩ đến đây máu nóng cho người dâng lên Anh dùng nhiều sức Anh ho một chàng động tới vết thương trên bụng Lông mày trao lại vì đau Nguyệt lo lắng nói Anh đừng tức giận động đến vết thương đấy Không tức giận á Vậy em nói xem mấy dấu tích kia là gì đây Anh quên à không phải anh thì là gì Cô ấm ức khoe mắt đỏ hoe Người đàn ông này chẳng nhớ chút nào Chỉ biết hét vào mặt cô Chẳng nhẽ trong mắt anh cô lẳng lơ như vậy Anh ngây người sâu chuỗi lại Út chốc như có bóng bị xỉ hơi Anh đúng là giận quá mất khôn Tôi xin lỗi Cô nhìn anh ấm ức Yêu thế Trong mắt anh giúp cô coi tôi là gì thế Tại sao em hỏi vậy Bởi vì tôi muốn biết Biết vì sao anh tức giận Vì sao anh mạo hiểm tôi cứu cô Lại vì cô bị thương Cô muốn biết tất cả Em không cảm nhận được à Trái tim cô đánh thịt một tiếng Cô lắc đầu Anh kéo mạnh cô làm cho gương mặt hai người kề sát Hờ thử anh phút chốc cách cô rất gần Em là vợ tôi Và các bạn thân mến đến đây Nội dung của tập truyện thứ hai cũng xin được kết thúc à, Những diễn biến tiếp theo Chúng ta cùng đón nghe tập 3 nha các bạn Hãy chia sẻ lại cảm nhận của mình Cũng như đừng quên đăng ký kênh, like, share video Theo dõi rất nhiều câu chuyện hay khác nữa Xin chào, hẹn gặp lại các bạn